hôm nay ha, Kim Thanh xin được chào 71 anh chị em ạ. Thì hiện nay là 7 giờ rưỡi là mọi người, 7 giờ 30 rồi. Không biết là cả nhà mình đã ăn tối chưa nè cả nhà. Nếu mình đã ăn tối rồi, đã thu xếp chuyện gia đình đâu vào đấy hết rồi, đã sẵn sàng cho cái buổi Zoom hôm nay. Thì mọi người cũng đã nghe rõ Kim Thanh nói, Kim Thanh chào với mọi người rồi. Thì mọi người comment số 2 đi mọi người, mình say 2 với nhau đi mọi người, cho cái phòng Zoom của mình nó nóng lên đi mọi người. Để mà hôm nay các diễn giả của chúng ta hả sẽ chia sẻ hả nhiệt huyết với mình luôn. Rồi, Kim Thanh thấy rất là nhiều số 2 rồi. Kim Thanh xin chào cả tất cả các mọi người nhé. Thì thật sự đó mọi người, khi mà hả mình đi kinh doanh đó mọi người, mà ngoài cái sản phẩm tốt, ngoài ra mình được cái sự mà hỗ trợ từ phía nhà cung cấp đó mọi người, thì thật sự là một cái điều đó hả vô cùng tuyệt vời luôn. Mọi người có thấy vậy không? Nếu mà đúng vậy mọi người hãy tiếp tục thả bông nè, thả nhiều tim nè, nhiều hoa nè, để chúng ta nói lời cảm ơn, biết ơn đến nhà cung cấp Arifarmed đã tổ chức ra cái buổi Zoom này cho tất cả các anh chị em. Kim Thanh nói nhỏ quá hả mọi người? Mọi người nghe rõ chưa? Chưa, đây là Kim Thanh nói rất lớn rồi đó. Nghe được Kim Thanh ơi, nghe được bình thường em. Dạ, ok ạ. Cảm ơn chị Thấy. Mọi người, khi mà mình được sự hỗ trợ của nhà cung cấp đó mọi người, thì thật sự là một cái điều đó là vô cùng tuyệt vời luôn cả nhà. Thì hôm nay mà khi mọi người rơi vào Zoom á, xin chào Lê Nguyễn, khi mà mình rơi vào Zoom thì mình đã biết là hôm nay là mình cái buổi Zoom của mình sẽ về chủ đề gì cho mọi người. Mọi người đã biết chủ đề Zoom của mình cho nè. Nếu chưa biết á, thì Kim Thanh xin giới thiệu cho mọi người luôn ha. Thì nằm trong cái chuỗi đào tạo thăng hạng á mọi người, để cùng với cái thị trường tỷ đô á, để cái giải pháp cho cái hệ tiêu hóa mà khỏe mạnh á, cùng với sản phẩm Bio Relax và Kit Lắc á mọi người, thì nay hôm nay á sẽ là một cái buổi đầu tiên, đó là ở thị trường tỷ đô mọi người, cái tiềm năng của thị trường tỷ đô. Thì thật sự khi mà mình đi kinh doanh á, sản phẩm tốt rồi, nhưng mà nếu mà cái thị trường nó tốt nữa thì chúng ta sẽ dễ dàng thăng hạng hơn mọi người. Mọi người có thích là khi mà mình đi kinh doanh á, mình sẽ có lợi nhuận nè, mình sẽ được với BCI á, thì mình sẽ hái được nhiều sao nè mọi người. Ví dụ như Kim Thanh hiện nay là một sao nè, Kim Thanh cũng sẽ chọn những cái dòng sản phẩm nào đó mà để giúp cho mình dễ dàng thăng hạng sao lên nữa mọi người. Mình sẽ được 2 sao nè, 3 sao nè. Mọi người thấy cái điều đó có thích không? Có mong muốn không? Nếu mà mọi người mong muốn á, thì mọi người hãy tiếp tục tham gia những cái buổi đào tạo của bên nhà cung cấp Arifarmed nhé mọi người. Thì cái buổi hôm nay là buổi đầu tiên. Cái buổi thứ hai nữa là chúng ta sẽ khai thác cái nguồn khách hàng vô tận, có thị trường, có khách hàng rồi. Thì cái buổi thứ ba là mình sẽ là chốt sale mọi người. Cái buổi thứ tư á, là mình sẽ bùng nổ doanh số cùng với hệ thống bán hàng tự động luôn đó mọi người. Thì những cái buổi Zoom này á, là sẽ mở giờ tất cả là 7 giờ 30 hết. Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, xin lỗi mọi người là thứ hai, này, thứ ba, thứ năm và thứ sáu mọi người. Nếu mọi người chưa biết cái lịch này á, thì mình sẽ join vào các group của bên nhà cung cấp nha mọi người, để mình nhận cái lịch này để mình tiếp tục theo cái chuỗi này mọi người ha. Thì khi đi học của mọi người không biết mọi người thế nào, chứ Kim Thơ là lúc nào cũng sẵn sàng đó mọi người, bút nè tập nè mọi người, để mình ghi, mình không bỏ sót cái điều nào, là tại vì mình đã bỏ thời gian vô học rồi mọi người, thì mình hãy nghiêm túc mọi người nhé. Kim Thơ và điều chia sẻ với các anh chị em như vậy. Để hôm nay á, thì cái buổi này hỗ trợ mình á, thì sẽ có được Sĩ Huynh, một chuyên gia, một CDO của Arifarmed luôn mọi người, sẽ hỗ trợ cho mình. Sau đây xin mời dược sĩ Vinh ạ, một người dược sĩ mà Kim Thanh rất là thích trong buổi Zoom, là mình sẽ học được rất là nhiều kiến thức hay luôn á mọi người. Mọi người hãy thả nhiều tim, nhiều hoa để chào dược sĩ đi mọi người. Kim Thanh xin mời dược sĩ Vinh ạ. Không biết là anh Vinh đã có mặt trong phòng Zoom chưa ạ? Nếu mà trong lúc mình chờ đợi dược sĩ Vinh chút xíu với mọi người, thì cho Kim Thảo hôm thanh hỏi là không biết là trong phòng Zoom mình có anh chị nào đã sử dụng cái sản phẩm Bio Relax và Kit Lắc cho mọi người. Nếu ai đã sử dụng rồi thì cho Kim Thanh số 1 đi mọi người. Chứ như gia đình Kim Thanh á, thì Kim Thanh cũng là một bà mẹ bỉm sữa,
Thì bé của Kim Thanh đó hiện nay cũng là 18 tháng rồi, vừa rồi á hả, bé về quê bé uống nước lạnh đó mọi người, thì bé bị đau bụng, thì ngay lập tức á, hả là Kim Thanh đã hả gửi cái kích thắc này nè mọi người về cho bé mình uống. Và thật sự là rất là tốt luôn mọi người. Bé hả, cái đường ruột của bé đã ổn định lại nè, và bây giờ bé lại ăn uống được, ăn uống tốt nữa mọi người. Nên là nếu mà ai mà chưa chưa trải nghiệm á, thì hôm nay là mình nghe cái buổi Zoom này mình hiểu rõ hơn về sản phẩm, mình sẽ có những cái lựa chọn cho gia đình của mình ha, để bảo vệ cái đường ruột, cái hệ tiêu hóa cho gia đình mình được tốt hơn, khỏe hơn mọi người. Thôi ơi, em sẵn là mời hai chị lên chia sẻ luôn đi em. Hai chị khách Dạ mời á. ok ạ. Thì đó là cái chia sẻ của Kim Thanh, rồi không biết là trong cái phòng Zoom của mình hôm nay nè, có anh chị đại lý nào mà đã trải nghiệm hai cái sản phẩm này, video rồi lắc và kích lắc cho mọi người, thì mình có thể xung phong giơ tay lên đi mọi người, mình cùng giao lưu chia sẻ với nhau ha. Rồi rồi Kim Thanh thấy rồi, có chị Ngân Bình ở Đồng Tháp đây. Rồi Kim Thanh xin mời chị Ngân Bình chia sẻ ha. Dạ em chào mấy anh chị đại lý ạ. Em chào thầy Dược sĩ Vinh. Lời đầu tiên em muốn muốn chia sẻ với các anh chị là em rất là biết ơn cái nhãn hàng BioRelax, nó hỗ trợ cho con của em nó được cải thiện về tình trạng táo bón. Thì xin phép mấy anh chị là em được giới thiệu về bản thân. Em tên là Mai Ngân Bình, hiện là thành viên của hệ thống Medi Online Việt Nam. Hiện em đang công tác tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domexco, và vào tháng 10, cái cơ duyên mà em biết tới cái sản phẩm BioRelax này á, là khi em tham gia vào cái hệ thống Medi Online Việt Nam á, thì nghe trong cái buổi Zoom á, về thầy Vinh và cô Vũ á, chia sẻ về cái lợi ích khi mình sử dụng cái BioRelax, thì cũng tình cờ là con của Bình đó, nó cũng bị cái tình trạng táo bón là nó kéo dài nhiều năm rồi, mà trong cái quá trình mà mình sử dụng những cái Dulfolac hoặc là cái Folac á, thì nó có cải thiện cho bé, nhưng mà sau khi mình ngưng á, thì mình lại thấy là nó trở lại cái tình trạng táo bón như cũ. Thì khi mà mình nghe được cái lợi ích về cái sản phẩm BioRelax á, thì mình rất là vui và mình tham gia vào cái Zoom của BioRelax. Thì trong cái Zoom của BioRelax đó, thì mình thấy thầy Vinh và chị Ngọc Diễm á, chia sẻ rất là nhiều cái cách để hướng dẫn cho mình cải thiện táo bón cho bé. Thì Nè, khi mà đừng nghe gì mình nghe những đâu. cái cách mà thầy hướng dẫn như vậy á, mình cảm thấy là nó rất là dễ áp dụng, và mình đặt hai hai hộp về cho bé trải nghiệm. Thì sau 1 tuần đầu á, thì bé bắt đầu cải thiện cái phần mà táo bón và bé đi cách ngày. Rồi sau 2 tuần á, thì mình cảm thấy là cái bé nó đi hàng ngày và nó không có còn cảm giác là nó sợ đi đi ngoài nữa. Rồi cái mà điều mà mình cảm thấy là bất ngờ nhất là bé ăn uống ngon miệng hơn. Như trước đây á, là bé ăn nhai lên rất là lâu, ngậm trong miệng không có chịu nhai luôn. Rồi sau đó là bé ăn uống ngon miệng hơn và ngủ cũng sâu hơn. Rồi sau 1 tháng á, thì mình cũng cảm thấy là quá bất ngờ luôn, là bé nó tăng được 5 kg, mình không không thể tin luôn á. Thì đó là những cái mà con của mình trải nghiệm, và sau đó là mình chia sẻ cho những cái anh chị mà có con cũng có tình trạng táo bón hoặc là biếng ăn giống như là con của mình. Thì mình cảm thấy là mấy anh chị sử dụng, mấy anh chị cũng rất là khen về cái sản phẩm này, sau 1 2 tuần sử dụng là nó đã có cái cải thiện về cái tình trạng táo bón. Và mình cũng cũng rất là biết ơn cái nhãn hàng này á, đã làm giống như là giúp cho Bình á, những cái trằn trọc suy nghĩ mà trước đây á, Bình đã trải qua gần như là 5 năm về cái tình trạng táo bón của con. Thì khi mình sử dụng cái sản phẩm này, mình cảm thấy là nó rất là bé rất là thoải mái, mà bé cũng không có bị là mà khó chịu giống như là trước đây. Thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mình cho bé trải nghiệm được cái sản phẩm này. Và từ cái kinh nghiệm mà điều trị táo bón cho con á, thì mình có chia sẻ với các anh chị mà đồng nghiệp á, cũng có con có tình trạng giống như là con của mình về táo bón, biếng ăn, và một số cái anh mà thường xuyên
uống rượu mà có cái biểu hiện về đại tràng á, thì mình cũng chia sẻ cho mấy anh đó sử dụng, và cái cải thiện cái về cái đại tràng cũng rất là tốt. Cho nên là trong cái quá trình mà mình chia sẻ đó, với một cái kinh nghiệm mà con mình đã trải qua và cái kết quả nó mang lại rất là hiệu quả, thì mình rất là tự tin khi mà chia sẻ với khách hàng. Và khi mà người ta thấy được là con của mình nó cải thiện tốt như vậy thì người ta rất là tin tưởng và người ta sử dụng nó. Và sau cái liệu trình mà người ta sử dụng thì người ta lại cảm thấy là cái sản phẩm này nó rất là hay, nó rất là tốt, nó hiệu quả lại cao. Cho nên là người ta giới thiệu khách hàng cho mình. Và khi mà mình sử dụng được như vậy và được cái sự chia sẻ mà từ khách hàng á, thì mình cũng được một cái vinh dự á, là tháng 1 năm 2022 thì mình cũng được nhận được một cái vinh danh về của nhãn hàng á, về top 10 đạt cái về phát triển cái sản phẩm. Thì đó là những cái mà kinh nghiệm trong cái quá trình mà sử dụng sản phẩm của mình trên cho con của mình và những người thân trong gia đình và bạn bè của mình trong thời gian qua. Thì rất là cảm ơn nhãn hàng, cảm ơn dược sĩ Vinh và cô Vũ đã chia sẻ những cái kiến thức về cái sản phẩm Bio Relax. Và mình đã vận dụng nó hiệu quả trên cái những cái đối tượng khách hàng mà người ta rất là cần thiết phải sử dụng. Xin cảm ơn ạ. Rất cảm ơn cái phần chia sẻ vừa rồi của chị Ngân Bình ở Đồng Tháp mọi người. Mọi người thấy không, nhiều khi con mình nó bị những cái triệu chứng mà như nó bị bón mà mình không biết cái giải pháp nào, thì thật sự là nếu mà mình tìm được một cái giải pháp nào đó cho con mình mà hiệu quả thì cái người làm mẹ là vô cùng sung sướng hạnh phúc, đúng không mọi người? Thì không biết là trong cái phòng Zoom của mình á, còn có anh chị nào, đại lý nào đã trải nghiệm, đã có kinh nghiệm nữa mọi người, mình tiếp tục chia sẻ mọi người. Kim Linh thấy rồi, đây có chị đại lý một sao Vũ Thanh Huyền đây, mình xin mời chị Thanh Huyền ạ. Vâng, em vừa bị lỗi một chút, cứ tắt để mở, tắt mở mãi không mở được cái mic lên ạ. Vâng, lời đầu tiên thì cho em Huyền xin gửi lời chào đến quý anh chị đại lý trong buổi Zoom ngày hôm nay ạ. Hôm nay thì cứ nhắc đến buổi Zoom của nhãn hàng Bia Bố Lắc Kít Nác thì đối với em Huyền thì đó là một cái sự xúc động rất là lớn ạ. Tại vì trước khi em Huyền biết đến cái sản phẩm này thì em Huyền đã trải qua một cái thời gian khá là dài đi tìm, hành trình đi tìm những cái sản phẩm để có thể cải thiện cho con mình cái chứng chướng bụng đầy hơi và táo bón ạ, nhưng cũng đều bất lực trong một thời gian dài luôn ạ, cũng làm cho một người mẹ như em cảm thấy rất là mệt mỏi. Thì cũng rất là may mắn khi vào BCA thì em biết đến cái sản phẩm Bio Bố Lắc này. Thì hôm đó thì em có lên mạnh dạn điện cho anh dược sĩ Vinh thì được anh hướng dẫn cái liều dùng. Thì hôm đó em cũng đặt được 2 hộp về thì cho con dùng trong một cái liều tấn công trong 1 tuần đầu. Đấy thì con em thực sự là bất ngờ luôn cả nhà. Con nhà em thì cái bệnh chứng bụng đầy hơi nó cháu bị thời gian dài lắm mà em cũng thấy bất lực luôn ấy. Em cho con đi khám tất cả mọi nơi nhưng mà cũng chỉ được những cái kê đơn, những cái sản phẩm men vi sinh mà mua về thì con uống cũng không có cải thiện nhiều đâu ạ. Đấy thì khi mà con dùng Kinac Bio Bổ Lắc ấy thì con dùng đúng 1 tuần đầu luôn ạ, là con hết sạch chứng bụng đầy hơi ạ, và cái bệnh táo bón của con cũng cải thiện đi luôn ạ. Và cho đến ngày hôm nay thì chưa một lần nào con lặp lại cho chứng bụng đầy hơi mọi người ạ. Thì đấy là một cái điều mà gia đình nhà em cực kỳ là hạnh phúc lắm và biết ơn lắm ạ. Cháu từ cái ngày mà cháu cải thiện được cái chứng bụng đầy hơi là cháu ăn ngon ngủ ngon, ăn thô tốt, và đồng thời là cái hệ miễn dịch của cháu tăng lên. Trong gần 1 năm qua khi mà con, sau khi con sử dụng cái Bio Bố Lắc này thì con không phải dùng đến 1 viên kháng sinh nào luôn ạ. Đấy mà cái khí hậu ngoài Bắc vừa rồi nó rất là rét, rất là lạnh. Đấy mà bé nhà em, xung quanh bé nhà em thì đều bị ốm, bị đường hô hấp kém, nhưng con nhà em thì không có chứng bị đường hô hấp, và cái hệ miễn dịch của bé rất là tốt. Cái đợt dịch vừa rồi cháu bị F0 nhưng mà em bổ sung ngày 6 viên cho cháu thì cháu cũng trải qua những ngày F0 rất là bình thường và rất là khỏe mạnh ạ. Đấy
Thì đó là cái động lực mà em quyết định lan tỏa cái sản phẩm này đến nhiều người. Nhiều người thì khi mà em đi tìm hiểu cái sản phẩm, cái vai trò của đường tiêu hóa đối với hệ miễn dịch của con người, thì em thấy nó quá là ý nghĩa luôn, với cái sản phẩm này nó quá ý nghĩa đối với sức khỏe con người luôn ạ. Thì em cũng lan tỏa trên các trên đồng nghiệp, trong xung quanh hàng xóm và trên các trang mạng xã hội, thì em được cũng nhận được sự ủng hộ của các mẹ rất là nhiều khi mà em nói lên cái vai trò của hệ miễn dịch đối với cái việc mà chúng ta có một hệ tiêu hóa tốt. Đấy. Thì sau khi mà em chia sẻ thì mọi người, có những lúc mà em chia sẻ trên cái trang cá nhân của em ấy, thì ngay một lúc đấy em đã chốt được 2 hộp. Các mẹ inbox em tư vấn thì em, các mẹ đã inbox cho em, và em bán trong vòng đâu có nửa tiếng em bán chốt được 2 hộp bio vào lắc rồi ạ. À. Thế thì sau khi mà em chia sẻ, tất cả mọi người đều có một cái kết quả cực kỳ là tốt ạ. À. Từ mọi người em có đồng nghiệp ấy ạ, và khi mà mua cho con dùng cải thiện tốt quá, sau đó bạn ấy bị viêm âm đạo, sau đó thì bạn ấy có lấy của con dùng. Thế trong trong quá trình chia sẻ, em cũng chia sẻ cái vai trò của cái việc mà dùng men vi sinh đối với cái hệ âm đạo của người phụ nữ nó rất là tốt, thì bạn ấy cũng có lấy của con đâu 2 vỉ, thì bạn ấy dùng gọi là lấy của con dùng. Thì sau đó bạn ấy bất ngờ bạn ấy nhắn cho em là Huyền ơi, cái này tốt thật đấy, mình dùng có 2-3 ngày bây giờ cái viêm âm đạo của mình nó cũng cải thiện luôn đấy. Thì em cảm thấy nó rất là ý nghĩa, mà mình không phải là mình kinh doanh mà vì lợi nhuận, mà mình thấy là mình chia sẻ được với mọi người cái ý nghĩa của cái sản phẩm này, nó mang đến sức khỏe cho mọi người được cải thiện, mọi người có một cuộc sống nó tốt hơn đấy. Thì em cảm thấy nó cực kỳ là hạnh phúc. Và hơn nữa là chồng em ấy ạ, anh ấy bị viêm đại tràng, ngày xưa cứ uống rượu cái là anh ấy bị đi ngoài đấy ạ, đấy đi ngoài. Thì sau khi mà em cho chồng em dùng, thì chồng em cũng bây giờ cái tiêu hóa của anh rất là tốt đấy. Thì khi mà tìm hiểu ra thì em thấy là đây là một cái thị trường rất là tiềm năng, bởi vì là khi mà phụ nữ khi mà người tiêu dùng ấy, người ta dùng sản phẩm men vi sinh và cái sản phẩm sữa chua hoặc da cừu, nên người ta cũng không hiểu gì lắm về cái vai trò của đường ruột có ảnh hưởng sức khỏe tới sức khỏe tổng thể như thế nào, và người ta cũng không hiểu là cái công nghệ của một cái sản phẩm nó mang lại cái lợi ích cho người ta như nào. Thì những khách hàng của em mà em chia sẻ ấy, thì đến bây giờ là họ đều có một cái việc mà họ làm được là họ dừng sữa chua, mua sữa chua cho con mình, và dừng mua những da cừu cho con mình. Họ chỉ dùng KitKat không thôi đấy, cứ, nếu như họ cải thiện rồi thì ngày đều đều họ dùng 2 viên đấy. Thì bây giờ em thấy là cái việc mà họ không hiểu được cái công nghệ của sản phẩm, thứ hai là họ hiểu được cái vai trò của hệ tiêu hóa đối với sức khỏe tổng thể của họ, thì cái việc mà họ dùng đều đặn hàng ngày, họ tái sử dụng khá là nhiều. Có những khách hàng của em đến bây giờ sử dụng của em là gần 10 hộp rồi, tức là mua lại gần 10 hộp rồi đấy. Thì trong một thời gian khá là ngắn thì em thấy là cái thị trường của cái sản phẩm này nó cực kỳ là rộng lớn, nó không hẳn là chỉ là táo bón hay chỉ là tiêu hóa hay là bệnh viêm đại tràng hay là hội chứng ruột kích thích đâu ạ. Nó còn liên quan đến cái việc mà người phụ nữ dùng cái sản phẩm này thì da cũng rất là đẹp, mà cải thiện cái bộ phận âm đạo nó rất là tốt, nó có một cái hệ vi sinh tốt thì nó sẽ giảm cái lấm viêm cho người phụ nữ đấy. Thì em thấy là cái thị trường này là thị trường cực kỳ tiềm năng, và như các chuyên gia dự báo thì cái thị trường men vi sinh năm 2022 nó lên 60 tỷ đô, thì đó là đúng là một cái thị trường là tiềm năng để các anh chị đại lý có thể khai thác. Khi mà mình tư vấn cho khách hàng hiểu được cái công nghệ của sản phẩm này, hiểu được cái lợi ích của sản phẩm này, thì cái việc mà họ tiết kiệm được cái việc mà mua sữa chua, mua da cun cho con họ một năm cũng khá là nhiều tiền đấy ạ. Mà cái chi phí mà khi mà họ dùng cái sản phẩm nó rất là lợi, họ chỉ cần đưa cho con hai ba viên một ngày, họ nhai rất là bình thường, không phải mà bón từng miếng sữa chua nữa đấy. Như con em bây giờ là gần một năm nay là em cắt hết sữa chua mới lại ra cun, những cái sản phẩm men vi sinh hỗ trợ bên ngoài này em cắt hết, em chỉ có dùng duy nhất là bio bổ lắc đấy. Thì cái buổi chia sẻ của em hôm nay thì cũng muốn lan tỏa tới các anh chị, nếu anh chị nào mà chưa dùng sản phẩm này thì hãy tự tin dùng sản phẩm này. Em tin rằng là chỉ 1-2 tuần là các anh chị cảm nhận được chất lượng của sản phẩm và cải thiện luôn sức khỏe của con mình hoặc là người thân của mình nếu mà mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Thứ hai đó là anh chị nào mà đã dùng rồi thì tự tin lan tỏa sản phẩm này, bởi vì cái thị trường men vi sinh đối với thị trường của Việt Nam nó còn khá là, tuy nó là lâu rồi nhưng mà cái người mà hiểu biết được cái công nghệ của men vi sinh
của những sản phẩm mà công nghệ mang lại ấy. Bây giờ họ vẫn chỉ đang dùng là họ dùng theo cái quán tính của họ, tức là họ nghe thấy người ta bảo sữa chua tốt hay là men vi sinh tốt cho hệ tiêu hóa, nhưng họ chưa hiểu là cái sản phẩm nào mà đưa tới cái men vi sinh đấy nó đi qua đường ruột của mình, đi qua hệ đường dạ dày của mình, nó có thể sống sót đến đường ruột của mình, thì cái sản phẩm trên thị trường nó rất là ít đấy. Thì mình có thể giải thích cho khách hàng, những khách hàng người ta quan tâm đến, người ta hiểu là cặn kẽ cái vấn đề về về hệ tiêu hóa của họ, họ cần phải dùng sản phẩm nào để có thể giúp họ đạt được cái lợi ích tối đa khi mà họ dùng sản phẩm đấy. Thì bây giờ cái thị trường này nó rất là, cũng còn rất là nhiều khách hàng. Bản thân như em mà khi chưa biết Biolac hoặc là chưa tìm hiểu sâu về Kitlac thì Biolac cũng rất là mơ hồ đấy, cứ dùng mua sữa chua ra cùng cho con mình, ngày ăn 3-4 hộp nhưng cũng không ăn thua gì đâu ạ. Đấy, thì em rất là vui hôm nay em chia sẻ những cái kinh nghiệm của em hoặc là những cái trải nghiệm của em về sản phẩm này, để anh chị có thể hiểu hơn về cái sản phẩm Bioblock này, để có thể lan tỏa sản phẩm tốt hơn. Và em cảm ơn ạ. Rất là tuyệt vời ạ, rất là cảm ơn chị chia sẻ cho rất là chân thành của chị Thanh Huyền ạ. Mọi người á hả, hãy gửi lời cảm ơn chị Thanh Huyền đi mọi người, chị đã chia sẻ là lan tỏa đến những thành viên xung quanh gia đình mình nè, bạn bè hàng xóm nè mọi người. Có thể là sản phẩm này rất là đa dạng, ai cũng dùng được hết mọi người. Thì rất là cảm ơn chị Ngân Bình và chị Thanh Huyền đã chia sẻ cái thực tế của mình ha. Bây giờ để hiểu rõ hơn về sản phẩm, về công ty, thì mình sẽ mời dược sĩ Vinh để chia sẻ cho chúng ta cặn kẽ hơn nhé cả nhà. Dạ, kính xin mời dược sĩ Vinh ạ. Vinh xin chào 219 anh chị em trong buổi giao lưu hôm nay. Thật sự lời đầu tiên á, là Vinh xin cảm ơn tất cả các anh chị ở đây. Thì các anh chị như là một động viên cho Vinh á, để mà mình làm một cái công việc mà mình rất là tâm huyết xưa nay á, thì muốn đem sức khỏe đến mọi người. Thì đặc biệt là trong cái dòng sản phẩm này á, thì Vinh có một câu như cái câu phía sau lưng Vinh á, vì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Thì cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh á, thì nó là rất quan trọng, không những sức khỏe chúng ta đâu, mà nó còn đến cái tuổi thọ đó. Thật ra nếu cái câu chuyện chia sẻ trong tương lai thì mình sẽ cố gắng mình làm sao để mà đem lại cái giá trị, và giá trị thiết thực nhất là giá trị hàng ngày đó. Thì tất cả những cái gì mà mình làm đấy thì mình rất là cảm ơn, là và mình rất là vui, thật sự rất vui với chia sẻ của bạn Ngân Bình và bạn Huyền. Thật sự bạn Huyền cũng bao nhiêu lần rồi mình cũng cảm thấy cái xúc động của bạn ấy, và hôm nay mình cũng thấy luôn ở điều đó từ bạn Ngân Bình. Và ở đây bạn Ngân Bình là đồng nghiệp của Vinh, thì khi nói nhắc đến cái công ty Domedco đó, thì nói ra cái thời đó là cái thời mà Vinh rất là thân với Bắc Chánh á, anh Minh á. Đấy, tất cả mọi cái 10 người bên đó thân cách đây mấy chục năm. Đấy, thì tất cả những người đó đã về hưu thì đó, thì bên cũng cái ngày xưa là như vậy đó. Thành ra cái câu chuyện vừa nói lại là nhắc cả cái công ty Domedco rồi bên Medinline, thì tất cả những cái điều đó thì các bạn ghi nhận được điều gì, thật sự đó là những điều giá trị đó. Thì bên muốn chia sẻ như vậy. Thì tại sao lại bên lại làm chuyện này? Thực ra thì Vinh cũng có duyên để mà Vinh làm việc những đối tác cũng khá là lớn trên thế giới. Ở trong đó có những nhà khoa học, ví dụ như ông giáo sư Barry Marshall. Thì mình đang làm sản phẩm BioTest là cái xét nghiệm dày và hơi thở. Hay là cái sản phẩm ClorTest mà sản phẩm tiêu chuẩn vàng của thế giới. Là đó là sản phẩm Vinh độc quyền ở Việt Nam với cái nhà sản xuất này. Thì từ đó Vinh cũng là cái gọi là cái nguyên nhân và cái cơ duyên Vinh làm những sản phẩm tốt, ví dụ như Biolac. Thì trong cái sự nghiệp làm này, Biolac là một cái bộ công cụ đầu tiên, nó sẽ có những cái tiếp theo nữa, nhưng mà cơ bản đây là một bộ công cụ để chăm sóc chung cho sức khỏe gia đình. Tại vì trong bệnh tật về đường tiêu hóa thì sau này các bạn sẽ biết thêm điều gì nữa, tức là nó còn nhiều vấn đề nữa. Có những thí dụ như trường hợp táo bón mãn tính qua đường, thì đó là cái điều rất là mình gặp rất là nhiều, tức là rất là nhiều như vậy. Tại vì đó là chưa phải là những cái bệnh mãn tính mà nó dẫn đến những cái hậu quả lớn hơn nữa. Thì kể cả những cái bệnh mãn tính đó bình thường sẽ không chữa được luôn các bạn. Có thể là thậm chí nhiều bác sĩ cứ gọi là gì
là thôi cứ về nhà ăn chắc chơ ở này kia, hoặc là uống cái thuốc để đẩy phân ra. Mà tất cả cái những cái đó nó thật sự mình không muốn cho xài luôn. Thì nhưng mà cái kết quả rất là tốt trong cái cộng đồng mình, trong đặc biệt là cộng đồng BC mình đây. Thì cái buổi hôm nay cũng như những cái buổi tiếp theo á, thì tất cả là nó cũng phần nào đó về kiến thức, nhưng cũng có thể là một phần nào đó để gắn với cái công việc của các bạn đang làm để cho cái sự lan tỏa nó nhanh. Thành ra có những cái buổi đào tạo gọi là để gắn kết đội và team, cũng như là tổ chức ra để hỗ trợ cái đội nhóm chúng ta để cùng nhau mà phát triển. Thì trong đó sẽ có những cái buổi tiếp theo, chẳng hạn như là những buổi chia sẻ chuyên gia, thì có thể là mình sẽ tham gia vào đó cùng với những đồng nghiệp, ví dụ hoặc là những thầy cô, ví dụ như là cô Vũ nè, hay là có thể mình sẽ mời thêm những người đồng nghiệp khác nữa trong các buổi thứ bảy chẳng hạn. Thì sau này mình sẽ tiếp tục mình chia sẻ, tại vì nó còn nhiều vấn đề lắm các bạn, nhiều vấn đề mà mình phải hiểu, và thậm chí nhiều khi nó gần như là cái quan điểm mà đôi khi phải thay đổi chứ không phải dễ. Thật ra sẽ có những buổi tiếp theo. Còn hôm nay thì Vinh có vài lời vắn tắt như vậy, thì Vinh muốn một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn, và muốn Vinh xin được kết thúc và chuyển lời sang MC để mà đội nhóm chúng ta trong hôm nay có những cái chia sẻ thú vị cho các bạn. Rất là cảm ơn cái sự chia sẻ của dược sĩ Vinh ạ. Thì để tiếp tục chương trình đó mọi người, thì mình để hiểu cái USP của cái sản phẩm nó như thế nào mà hồi nãy giờ mình nghe nè, chị Bình nè, chị Quyền nè đã chia sẻ cái kinh nghiệm thực tế rồi. Thì bây giờ mình sẽ hiểu rõ hơn về sản phẩm mọi người ha. Thì mình xin mời anh Nguyên ạ. Anh Nguyên sẽ hỗ trợ chúng ta về cái phần này mọi người ha. Sorry, Kim Thanh, xin mời chị Lê Nguyên ạ. Rồi ok. Cảm ơn MC xinh đẹp Kim Thanh ha. Cảm ơn anh dược sĩ Nguyễn Văn Vinh. Và chắc là đầu tiên chắc Nguyên xin được phép giới thiệu sơ qua về mình ha. Thì Nguyên tên đầy đủ là Nguyễn Lê Nguyên, và hiện tại là Nguyên đang là đại lý chi nhánh tại Visay. Thì sau một cái thời gian có cơ duyên làm việc với lại dược sĩ Vinh, cũng như là bên đại diện bên phía nhà cung cấp các anh chị, cũng như là nghiên cứu về sản phẩm và sự trải nghiệm một thời gian á, thì Nguyên cảm nhận được cái sản phẩm này, cái giá trị mà sản phẩm mang đến sức khỏe rất tốt. Và ngày hôm nay thì Nguyên cũng được tạo điều kiện để mà có thể chia sẻ cho các anh chị về cái USP của sản phẩm, để làm thế nào đó mà các anh chị mình không phải là những người trong chuyên ngành về y tế đúng không ạ, chúng ta cũng có thể có được những cái kiến thức để chúng ta hiểu rõ về sản phẩm này, để giúp cho các anh chị chăm sóc sức khỏe của chính bản thân mình, của gia đình mình, và cũng như là chúng ta có thể chia sẻ lan tỏa sản phẩm này cho khách hàng của mình ha. Rồi ok, thì Nguyên xin phép được chia sẻ cái slide của mình. Và trước khi mà Nguyên chia sẻ slide các anh chị, thì thật ra trong cái 4 cái buổi trong cái chuỗi đào tạo huấn luyện về cái chương trình này, để giúp cho các anh chị mình có thể chốt sale và bán hàng thành công cùng với nhãn hàng BioLux và KitLux á, thì chúng ta trước tiên thì trong này thì Nguyên thấy là cũng rất là nhiều các anh chị đại lý và cộng tác viên mới đúng không ạ. Thì chúng ta trước khi mà chúng ta đi kinh doanh, hoặc chúng ta muốn bán một sản phẩm nào đó, thì cái việc đầu tiên mà chúng ta cần phải làm đó là hiểu thật rõ về sản phẩm và có sự trải nghiệm về nó. Và chúng ta chỉ cần chia sẻ cái câu chuyện của mình thôi là các anh chị có thể là bán hàng rồi. Cho nên là ngày hôm nay Nguyên hy vọng là các anh chị hãy chuẩn bị cho mình một cái viết, một quyển sổ, để mà chúng ta có thể ghi chép lại những cái USP này. Tại vì khi mà ghi chép như vậy thì sẽ giúp cho các anh chị mình có thể nhớ hơn, nhớ lâu hơn một tí xíu nữa. Và khi mà chúng ta quên đó các chị, chúng ta cũng có cái để chúng ta lật ra chúng ta xem đúng không ạ? Rồi, ok. Thì Nguyên xin phép được share slide của mình nhé. Rồi, Nguyên xin phép được bắt đầu ha. Thì buổi ngày hôm nay thì Nguyên sẽ mang đến cho các anh chị một cái giải pháp về chăm sóc sức khỏe từ gốc. Và khi mà Nguyên sử dụng cái câu này các anh chị, tức là giải pháp chăm sóc sức khỏe từ gốc, thì nó sẽ có những cái lý do. Tại vì các anh chị mình có thể hiểu được rằng như thế nào ạ. Khi mà chúng ta nói đến về sức khỏe các anh chị, thì cái việc mà sức khỏe nó cái hệ tiêu hóa và cái đường ruột của chúng ta, nó sẽ là một trong những cái quyết định đến cái sức khỏe của bản thân của mình. Và trong cái những cái nghiên cứu về khoa học á, thì 70-80% cái chức năng miễn dịch thì nó ở đường ruột các anh chị. Và việc mà chúng ta tiêu hóa hấp thụ thức ăn
hấp thụ những chất dinh dưỡng để mà nuôi cơ thể thì nó cũng nằm ở tại ruột luôn. À, cho nên nếu như mà cái đường ruột của chúng ta không khỏe mạnh thì cho dù chúng ta dùng cái dinh dưỡng, chúng ta dùng những cái giải pháp khác đúng không anh chị, thì nó cũng sẽ không có thể nào hỗ trợ được chúng ta trong cái vấn đề mà để hấp thu được những cái chất đó cả. Vì vậy cho nên là cái giải pháp mà chúng ta đi chăm sóc sức khỏe nó sẽ phải bắt nguồn từ cái việc là chúng ta chăm sóc được cái hệ tiêu hóa, cái đường ruột của chúng ta khỏe mạnh. Và các anh chị mình hình dung rằng là trong quá trình mà chúng ta ăn uống mỗi ngày đúng không ạ, thì rất là nhiều yếu tố để mà ảnh hưởng đến cái sức khỏe của đường ruột. Có thể là do chúng ta bị căng thẳng, stress, mệt mỏi trong quá trình mà chúng ta làm việc nè, hoặc là các anh chị mình cung cấp dinh dưỡng. Và cái thói quen mà ngày nay á, khi mà chúng ta có cái cuộc sống quá nhanh các anh chị, thì chúng ta sử dụng những cái sản phẩm mà nó liên quan đến thức ăn nhanh nè, thức ăn có nhiều dầu mỡ và thức ăn thức uống có chứa ga hoặc là bia rượu có cồn đúng không ạ, thì nó vô tình nó làm hại đi cái đường ruột của chúng ta. Và thật ra thì trong những cái yếu tố mà làm cho cái đường ruột của chúng ta nó bị ảnh hưởng gọi là không khỏe đó, thì nó sẽ nằm ở cái việc là cái sự cân bằng của hệ vi sinh vật đường ruột. Và hệ vi sinh vật đường ruột nó đóng góp một vai trò rất lớn, cực kỳ lớn đối với sức khỏe đường ruột và đối với hệ miễn dịch của chúng ta. Và đồng thời nó cũng sẽ cung cấp, nó cũng sẽ đưa đến 3.000 trên 5.000 cái enzyme để hỗ trợ chúng ta trong vấn đề tiêu hóa, hấp thụ thức ăn ha. Rồi, ở đây thì Nguyên nói thì giải pháp chăm sóc sức khỏe từ gốc, thì để các anh chị mình hiểu rõ rằng là chúng ta cần phải chăm sóc cái đường ruột của chúng ta đầu tiên. Rồi, vậy thì cái sản phẩm BioRelax và Kickclub của chúng ta thì nó sẽ giải quyết được những vấn đề gì, nó có những thành phần công dụng như thế nào và những điểm nổi trội nào để mà chúng ta có thể tự tin sử dụng và cũng như là chia sẻ sản phẩm này. Thì đầu tiên thì Nguyên muốn các anh chị mình biết về cái nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm luôn ạ. Thì BioRelax và Kickclub các anh chị được sản xuất bởi tập đoàn Cell Biotech. Đây là một trong những tập đoàn có thị phần về doanh thu probiotics số 1 tại Hàn Quốc các anh chị. Và sản phẩm đã được xuất khẩu đến 40 quốc gia trên toàn thế giới rồi. Và các anh chị mình hình dung là Cell Biotech là một tập đoàn tiên phong, hội tụ đến 300 các nhà nghiên cứu khoa học lớn nhất về công nghệ vi sinh học tế bào. Và chúng ta đang được sử dụng những sản phẩm như thế ha. Và cái công nghệ mà chúng ta hiện tại đang sử dụng cho cái sản phẩm BioRelax và Kickclub, đây là công nghệ tiên tiến nhất và công nghệ mà chúng ta đã đăng ký độc quyền về cái chủng gen rồi ha. Đó chính là cái công nghệ về Diolac các anh chị ha. Công nghệ bao kép thế hệ thứ tư. Và có một cái điều nữa là gì ạ? Cái gen của chúng ta, cái chủng độc quyền của chúng ta, chủng gen các anh chị, thì đã được lưu trữ ở trên ngân hàng gen rồi ha. Và cái điều kiện chúng ta thỏa được cái điều kiện là gì ạ? Một cửa, tức là tất cả những cái khâu từ đầu vào, từ sản phẩm, từ nguyên vật liệu đúng không ạ? Từ những cái bằng sáng chế phát minh, từ những cái nghiên cứu khoa học, thì và kể cả những cái đầu ra của sản phẩm thì do tập đoàn tự thân có thể vận hành được mà không cần phải phụ thuộc hay là không cần phải mua bằng sáng chế của bất kỳ một đơn vị nào. Chính vì điều này mà nó sẽ giải đáp cho chúng ta một cái vấn đề, đó là không chỉ chúng ta cạnh tranh về chất lượng mà chúng ta còn cạnh tranh về cả giá thành nữa các anh chị. Tí xíu nữa thì Nguyên sẽ chia sẻ cho các anh chị chỗ này sâu hơn ha. Và bên cạnh đó thì Cell Biotech thì thành lập được 27 năm rồi các anh chị. Thì trong đó 23 năm đã đạt được giải thưởng thương hiệu Hàn Quốc của Hàn Quốc các anh chị ha. Và đây là một trong những giải thưởng danh giá dành cho các doanh nghiệp tại Hàn Quốc. Và không phải doanh nghiệp nào cũng có thể có được cái giải thưởng này. Và ngoài ra thì sản phẩm cũng như nhà máy của chúng ta đạt được rất nhiều những chứng nhận về FDA nè, chứng nhận của HALA của Đạo Hồi đúng không ạ? Chứng nhận Kosher, chứng nhận về ISO và những cái chứng nhận khác. Thì những cái chứng nhận này các anh chị mình có thể lên app của BSAY. Các anh chị xem search cái sản phẩm BioRelax và tải cái tài liệu về, các anh chị cũng có thể thấy được những cái chứng nhận này, để chúng ta có thể là cung cấp thêm những thông tin cho khách hàng của mình ha. Rồi, vậy thì đó là một trong những cái điểm mạnh mà chúng ta đang có, đó là chúng ta là có một cái tập đoàn mà sở hữu cái công nghệ và sở hữu những cái con người, những cái nhà nghiên cứu khoa học lớn nhất và cái nguồn lực rất lớn không các anh chị ha. Rồi, tiếp theo đó là về sản phẩm này thì như thế nào? Thì trước tiên là chúng ta sẽ xem qua về cái thành phần của cái sản phẩm BioRelax và Kickclub. Hiện tại là chúng ta có hai dòng. Thứ nhất là BioRelax, thứ hai là Kickclub. Thì dòng BioRelax thì sẽ sử dụng cho những cái trẻ từ 2 tuổi trở lên và cho người lớn ha. Còn sản phẩm Kickclub thì chúng ta sẽ sử dụng được cho các trẻ sơ sinh cho đến 2 tuổi. Vì các bé chưa nhai được thì chúng ta sẽ sử dụng Kickclub. Và cái thành phần mà chúng ta quan tâm đến cái BioRelax và Kickclub đó chính là những cái chủng lợi khuẩn các anh chị. Các anh chị có thể thấy ở trên slide đó là chúng ta cung cấp đến
rất là nhiều chủng, đa chủng, tới 6 chủng về cái lợi khuẩn. Thì chúng ta có lacto là chúng ta có bifido, chúng ta có strepto, strepto đúng không ạ? Thì lý do tại sao mà chúng ta lại cung cấp cái đa chủng như vậy, và việc việc kết hợp đa chủng đó chị thì sẽ được nghiên cứu, và hiện tại là chúng ta đang được đang có những gọi là được công nhận rằng là những cái chủng gen này thì nó hay hoàn toàn là an toàn đối với sức khỏe của người sử dụng, đối với người sử dụng mà đối với con người của chúng ta ha. Và cái việc nghiên cứu này nó sẽ cần rất là nhiều cái yếu tố, chứ không phải là kết hợp gen như thế nào cũng được các chị ha. Và ngoài ra thì trong thành phần của chúng ta sẽ kết hợp thêm những chất xơ FOS, đây là những chất xơ có chọn lọc và là thức ăn cho các lợi khuẩn, để giúp cho các lợi khuẩn khi vào đường ruột chúng có thể tăng sinh, tăng trưởng và cạnh tranh được với những cái con hại khuẩn ha. Ngoài ra trong cái class thì chúng ta sẽ cung cấp 4 chủng, nhưng mà chúng ta có thêm những cái vitamin ví dụ như là A, C, E, nhóm B và kẽm. Ngoài ra cũng có chất xơ FOS giống như của Barolac. Ok ha, các anh chị mình nhớ cái điều này nha. Để tí xíu nữa các anh chị mình có thể đặt câu hỏi. Rồi. Thì đối với việc là đối với những cái thành phần như vậy thì tất nhiên là công dụng của sản phẩm này nó sẽ những lợi khuẩn, và việc mà chúng ta bổ sung những lợi, việc mà chúng ta cung cấp Biorolac và Kitlac đó là việc mà công dụng của nó sẽ là bổ sung cái lợi khuẩn có những vi khuẩn có lợi các anh chị, và giúp việc mà bổ sung cái lợi khuẩn á thì nó sẽ giúp cho chúng ta tái lập được hệ vi sinh vật đường ruột, tái lập được cái sự cân bằng. Tại vì khi mà chúng ta mất cái sự cân bằng đó đi thì nó sẽ ảnh hưởng đến đường ruột và rất là dễ để chúng ta gây ra những cái tình trạng giống như là nhiễm khuẩn hoặc là có những vấn đề liên quan tới dị ứng những cái khoáng nguyên khi mà chúng ta cung cấp thức ăn vô, đúng không ạ? Vậy thì khi mà cái hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta mà nó có sự cân bằng á thì chúng ta cứ hình dung rằng là cái đường ruột của chúng ta nó sẽ tạo thành một cái hàng rào bảo vệ, hàng rào bảo vệ có một tiếng phòng thủ như vậy đó, và những cái lợi khuẩn này nó được mệnh danh giống như là vệ sĩ của đường ruột ha, vệ sĩ của đường ruột ha các anh chị ha. Rồi, và nhờ vào cái việc mà tạo được cái hàng rào bảo vệ như vậy thì nó sẽ giúp giảm các rối loạn tiêu hóa dùng do cái việc mà chúng ta dùng kháng sinh lâu dài. Và các anh chị mình hình dung á là khi mà chúng ta sử dụng kháng sinh lâu dài các anh chị thì tác dụng phụ của nó đó là nó sẽ tiêu diệt cả các vi khuẩn cả có lợi và có hại luôn. Cho nên á là nếu mà chúng ta sử dụng kháng sinh lâu dài thì sẽ rất là ảnh hưởng, và các anh chị mình có thể để ý rằng là những anh chị nào mà mình sử dụng kháng sinh lâu dài thì hoàn toàn là sẽ có những cái vấn đề liên quan đến vấn đề tiêu hóa các anh chị. Và ví dụ như là các anh chị bị phân sóng hoặc là tiêu chảy ha. Rồi, vậy thì cái sản phẩm của chúng ta sẽ sử dụng được cho các đối tượng đó là những người bị vấn đề về rối loạn tiêu hóa các anh chị. Không chỉ là vấn đề về tiêu chảy, táo bón, về phân sóng, mà các vấn đề như là bị ruột mãn tính, viêm ruột mãn tính, viêm ruột cấp tính, bị chướng bụng đầy hơi. Thì giống như hồi nãy chị Bình và chị Huyền có chia sẻ với các anh chị đúng không ạ? Thì đối với trẻ em á, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng khi trường hợp mà các bé á, đang bị vấn đề vì là khóc đại dạ đề nè, các bé ăn không ngon, biếng ăn và ăn không có hấp thu á, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng. Và có một cái đối tượng nữa các anh chị mình hoàn toàn có thể tư vấn, đó là những người mẹ mang thai nè, đang cho con bú và sau sinh các anh chị, thì rất là nhiều người bị vấn đề về táo bón luôn. Và Nguyên cũng là một trong những người đó, trong cái những người mà bị cái vấn đề như vậy các anh chị. Và rất là may khi mà mình biết đến Biorolac, nó đã cải thiện, giúp Nguyên cải thiện và hoàn toàn bây giờ là mình đã hết được cái chứng đó luôn ha. Nên là Nguyên rất là thích và rất là biết ơn cái sản phẩm này. Rồi, thì đó là về cái công dụng của Biorolac. Vậy thì chúng ta biết được rằng là khi mà chúng ta có được một cái hệ vi sinh vật cân bằng, chúng ta có được những cái lợi khuẩn tốt, thì chúng ta sẽ bảo vệ được đường ruột của chúng ta tốt luôn mà. Và khi mà đường ruột tốt thì chúng ta tiêu hóa tốt, hấp thu tốt. Và chúng ta có một cái cơ chế miễn dịch tốt luôn mà. Tuy nhiên thì hiện tại trên thị trường đó anh chị, trên thị trường thì đang có rất là nhiều những dòng sản phẩm liên quan tới việc là cung cấp những lợi khuẩn. Và chúng ta thấy hàng ngày luôn, đó là gì ạ? Chúng ta có thể đi vô siêu thị là chúng ta cũng có thấy là các kệ hàng để những da u hoặc là sữa chua, rồi da cun hoặc là robai đúng không ạ? Chúng ta thấy mỗi ngày luôn và gần như là mỗi người trong chúng ta ai cũng đã sử dụng qua rồi hết. Đúng không các anh chị? Tuy nhiên thì có một cái thực tế mà chúng ta cần phải làm rõ để chúng ta biết được cái điểm nổi bật của sản phẩm này như thế nào. Đó là có hai vấn đề các anh chị. Thật ra khi mà để mà đưa được những cái lợi khuẩn đó từ bên ngoài vào trong cơ thể chúng ta qua đường tiêu hóa
thì nó cần phải đi qua được hai môi trường. Thứ nhất là trong cái môi trường về sản xuất, trong điều kiện sản xuất, trong điều kiện bảo quản, nhiệt độ môi trường anh chị. Và thứ hai đó là khi mà đi vào đường ruột thì nó phải sống sót được trong dạ dày với cái axit HCl, với những cái dịch mặt được tiết ra, đúng không ạ? Thì nó phải sống sót được thì nó mới tới ruột, thì nó mới phát huy được tác dụng của nó, đúng không ạ? Vậy thì ở đây thì mình muốn làm rõ với các anh chị về cái những cái thế hệ trước đây của mình và đang có trên thị trường, để chúng ta làm thế nào đó để thấy sáng tỏ được những cái điểm nổi bật của chúng ta ha. Thứ nhất là những thế hệ thứ nhất các anh chị, đó là những cái sản phẩm da u, da cool mà nãy mình có chia sẻ với anh chị đó, thì nó sẽ thuộc thế hệ thứ nhất. Và thường các anh chị sẽ nhìn thấy những sản phẩm nào mà liên quan tới men vi sinh, đúng không? Nhưng mà trên cái công bố sản phẩm của nó không có ghi công nghệ gì hết, thì nó thường là sẽ là thế hệ thứ nhất. Và thế hệ thứ nhất thì nó sẽ có cái nhược điểm, đó là nó không có bao, cho nên là trong cái môi trường, trong cái điều kiện về bảo quản, trong cái nhiệt độ, độ ẩm thì nó đã chết rất là nhiều rồi. Và khi mà đi vào trong dạ dày thì cái việc mà tỷ lệ sống sót của nó rất thấp thôi các chị ha. Và thế hệ thứ hai thì chúng ta có thể thấy được một số loại viên nang ở thị trường Mỹ và Canada. Và cái viên nang này người ta nghiên cứu ra để mục đích là để cho cái vi lợi khuẩn này nó sống sót được trong cái môi trường bảo quản cũng như là vô được dạ dày, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái viên nang này, cái việc mà sử dụng viên nang này nó cũng không mang lại hiệu quả cao. Và bên cạnh đó thì cái việc mà tác dụng phụ của cái viên nang này nó có, cho nên là rất là hiếm các nhà sản xuất hoặc là doanh nghiệp người ta áp dụng cái thế hệ thứ hai này. Và thế hệ thứ ba thì là hiện tại là có một cái số sản phẩm của trên thị trường Nhật Bản anh chị. Thì sản phẩm này nó thể hiện sử dụng cái công nghệ là bao vi nang. Và cái việc bao vi nang sinh học này thì nó giúp cải thiện được cái vấn đề là các lợi khuẩn có thể sống trong môi trường sản xuất, nhiệt độ, độ ẩm. Và nó lại và nó có thể qua được dạ dày luôn các anh chị. Nhưng mà có một cái điểm nhược điểm, đó là khi mà nó vào được ruột rồi thì bởi vì cái viên nang này nó lại khó phóng thích cái lợi khuẩn có ở trong đó các anh chị. Cho nên là gần như là cái hiệu quả để mà sử dụng những cái, có nghĩa là khi mà cái tỷ lệ phóng thích thấp thì những cái lợi khuẩn nó gần như là thoát ra rất là thấp. Và như vậy thì nó sẽ rất là khó để mà bám dính trên thành của thành ruột, đúng không ạ? Và nó khó để mà tăng sinh phát triển được. Đấy. Cho nên là chúng ta sẽ biết qua được những thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba như thế nào nha. Và bây giờ thế hệ thứ tư hiện tại là sản phẩm chúng ta đang có với anh chị. Đây là một trong những sản phẩm có thế hệ tiên tiến nhất, sản phẩm với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Và chúng ta đã có cái đăng ký độc quyền về sản phẩm này rồi. Vậy thì Nguyên sẽ chia sẻ với các anh chị sâu hơn về cái thế hệ thứ tư của chúng ta thì nó sẽ có những cái ưu điểm như thế nào. Thì ở đây chúng ta sử dụng công nghệ, đó là công nghệ bao kết sinh học đặc biệt thứ tư các anh chị, là công nghệ Diolux, đúng không ạ? Và công nghệ này nó giải quyết được những cái hạn chế mà ba cái thế hệ trước không giải quyết được. Đó, thứ nhất đó là vì nó bao kết có hai màng bao sinh học các anh chị, thì trong cái quá trình mà sản xuất bảo quản thì nó sống rất tốt ở trong môi trường đó. Và khi vào dạ dày qua axit dạ dày nó vẫn còn sống rất là tốt. Và đến và khi mà chuyển xuống ruột các anh chị thì gặp cái pH, gặp cái môi trường ở ruột đó, thì nó phóng thích ngay lập tức 100% những cái lợi khuẩn có ở trong cái viên bao đó. Các anh chị hình dung được không ạ? Và cái tỷ lệ mà bám dính, cái tỷ lệ mà sống sót sau khi mà phóng thích ra các anh chị là trên 90%. Cái nguồn mà đầu vào mình cung cấp vô, đúng không ạ? Thì nó sống sót được trên 90%, và nhờ đó thì nó mới tăng sinh, mới phát triển, tạo được cái hàng rào bảo vệ và nó cạnh tranh được với những cái lợi khuẩn hại khuẩn có ở trong cái đường ruột của chúng ta. Đây chính là cái công nghệ đặc biệt, công nghệ mà chúng ta hiện tại đang được sử dụng các anh chị ha. Đó là một trong những cái điểm nổi bật của sản phẩm. Thì hôm nay thì Nguyên cũng muốn chia sẻ cho các anh chị về một số những cái ưu điểm nổi trội của Biolux và Kitlux so với các sản phẩm trên thị trường, để mà chúng ta có được một cái nhìn tổng quan hơn. Tại vì cơ bản là có rất là nhiều anh chị hỏi Nguyên, hoặc là trong những cái chương trình đào tạo của Biolux và Kitlux, các anh chị mình hỏi rằng là nhiều sản phẩm ở ngay ngoài thị trường người ta nói là cái đầu vào á các anh chị, cái nguồn mà lợi khuẩn á cung cấp vào, người ta cung cấp cả 10 tỷ, thậm chí là hơn cả 10 tỷ các anh chị, 10 tỷ lợi khuẩn trên một viên. Tuy nhiên có phải là số lượng đầu vào nó quyết định cái hiệu quả không? Thì câu trả lời nó là chưa, không phải là cái yếu tố quyết định chủ chốt các anh chị. Mà ở đây chúng ta sẽ đi vào phân tích những cái điểm nổi trội như thế này.
Thì các anh chị mình có thể hình dung được rằng là các anh chị có thể so sánh một số các sản phẩm trên thị trường hiện có nha. Thì chúng ta thấy rằng là những cái sản phẩm đó thì đang cung cấp là một chủng, ví dụ như là Bifido hoặc là Lacto thôi, hoặc là nhiều chủng. Còn với Biorelax của chúng ta thì chúng ta cung cấp đến đa chủng, 6 chủng ha các anh chị ha. Và có cả Biorelax và cái, có cả Bifido, có cả Lacto. Tại vì có một thực tế rằng là những cái lợi khuẩn này nó chỉ sống, ví dụ như là Lacto ấy, thì nó chỉ sống được cái môi trường là ruột non thôi các anh chị. Còn ruột già thì chúng ta sẽ có cái lợi khuẩn đó là Bifido. Cho nên là nếu chúng ta chỉ cung cấp một loại thôi thì gần như là chúng ta không thể bảo vệ toàn diện được cái đường ruột của chúng ta được. Và cái thứ hai đó là cái mật độ đầu vào. Như hồi nãy Nguyên có chia sẻ với các anh chị là những nhiều sản phẩm trên thị trường người ta quảng cáo rằng là họ cung cấp đến 10 tỷ lợi khuẩn trên một viên. Nhưng mà trong khi đó sản phẩm của chúng ta chỉ cung cấp chưa đến 1 tỷ lợi khuẩn trên một viên thôi các anh chị. Nhưng mà điều gì xảy ra khi mà chúng ta có cái công nghệ tiên tiến như như cái mà chúng ta đang hồi nãy Nguyên có chia sẻ đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đi phân tích về cái tỷ lệ sống sót trong hệ tiêu hóa khi mà nó qua, khi nào mà nó qua dạ dày các anh chị. Thì ở đây thì nhà cung cấp cũng có phân tích những cái đi phân tích những cái sản phẩm khác các anh chị. Thì chúng ta thấy được rằng là khi mà qua dạ dày thì cái tỷ lệ sống sót của những cái con lợi khuẩn mà ở những sản phẩm khác thì nó chỉ là dưới 10 mũ 3 lợi khuẩn thôi. Các anh chị mình hình dung là hàng tỷ, 10 tỷ lợi khuẩn nhưng mà chỉ sống sót rất là ít thôi, chỉ có 10.000 thôi đúng không ạ? 10.000 lợi khuẩn thôi đúng không ạ? Vậy thì cái con số này không đủ lượng để mà nó có thể tăng sinh và phát triển các anh chị. Và trong khi đó thì sản phẩm của chúng ta thì chỉ cung cấp chưa đến 1 tỷ lợi khuẩn trên một viên thôi. Nhưng mà cái tỷ lệ sống sót qua hệ tiêu hóa là trên 90%. Ở đây thì là 6.8 nhân 10.8 đúng không ạ? Trên 90% các anh chị. Và đặc biệt là với cái công nghệ tiên tiến như vậy thì khi mà vào cái được cái ruột non đi vào ruột rồi các anh chị thì nó phóng thích ra thì lúc đó thì nó mới có hiệu quả được đúng không ạ? Và về giá thành thì các anh chị mình có thể tham khảo rằng là rất là nhiều sản phẩm trên thị trường nó đang được bán với giá là 15 đến 50 ngàn một viên hoặc là trên một gói. Nhưng mà sản phẩm của chúng ta đang rất là cạnh tranh vì giá đó là 9.000 trên gói trên viên hoặc là viên. Thì hồi nãy Nguyên có chia sẻ với các anh chị về cái điểm là one stop solution đúng không ạ? Cái một cửa, tức là bên mình là tự chủ hết tất cả mọi thứ. Cho nên là cái chi phí về những cái chi phí phát sinh liên quan á, giống như những cái sản phẩm khác á, thì mình được lợi thế hơn. Cho nên mình cạnh tranh vì giá rất là tốt. Đấy, các anh chị mình có thể hình dung được là chúng ta đang sử dụng được một cái sản phẩm vừa cạnh tranh về giá mà chất lượng chúng ta hiện tại là công nghệ đang là tiên tiến nhất trên thị trường và được công nhận trên toàn thế giới ha. Rồi ok, thì tới đây thì đây là những cái điểm nổi trội mà Nguyên muốn chia sẻ với các anh chị rồi. Và tới đây thì Nguyên muốn sâu cho các anh chị thấy về cái đường đi của cái lợi khuẩn khi mà vào đường ruột như thế nào để các anh chị mình có thể hình dung hơn ha. Rồi ok, đây các anh chị. Khi mà chúng ta sử dụng Biorelax và Kitlab đúng không ạ? Khi mà vào dạ dày nè, thì nó sẽ co cụm lại các anh chị, co cụm lại để bảo vệ lẫn nhau. Và trong môi trường này thì các anh chị mình có thấy cái màng bao vàng vàng không ạ? Và khi xuống tới ruột các anh chị, thì cái màng bao này được phóng thích tất cả những cái lợi khuẩn có trong đó. Và tại đây thì những cái con Lacto các anh chị, Lacto màu xanh các anh chị, thì ảnh sống ở được ở trong môi trường của ruột non. Và nhờ vào việc phóng thích hết và cái tỷ lệ bóng dính là trên 90% các anh chị ha, thì nó giúp tăng sinh những cái lợi khuẩn này để mà bám trên những cái thành ruột non này và cạnh tranh được với những cái anh hại khuẩn. Các anh chị mình có thể thấy được là những cái anh Lacto này ảnh đi như thế này màu xanh ha, để chúng ta thấy được phân biệt rõ ha. Rồi khi đi hết ruột non rồi các anh chị thì đến ruột già thì những anh Bifido là môi trường của ảnh sống thì ảnh cũng sẽ đi di chuyển như vậy và bám dính trên thành ruột để mà tăng sinh các anh chị ha. Thì đó là các anh chị mình thấy được cái chu trình để mà khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm Biorelax và Kitlab như thế nào. Ok ha. Rồi ok. Thì đó là cái phần chia sẻ của Nguyên về cái USB của sản phẩm. Thì ngày hôm nay thì hy vọng rằng các anh chị mình đã ghi chép lại và chúng ta hiểu rất rõ về cái lý do tại sao mà cái sản phẩm của chúng ta có sự khác biệt và chúng ta mang lại hiệu quả cao cho khách hàng như vậy. Thì chắc là Nguyên xin được nhường mic lại cho chị Kim Thanh ha. Dạ rồi, rất cảm ơn phần chia sẻ của chị Nguyên ạ. Rồi, rất cảm ơn mọi người. Rồi mọi người ơi, thì cái USP sản phẩm á thì mọi người đã hiểu rồi, đã biết hết rồi. Vậy thì bây giờ cái thị trường là nó như thế nào ở đây mọi người?
Thì tiếp theo á, mình sẽ nghe chị Cẩm Thí á, hiện nay là đại lý 3 sao của BCA, sẽ chia sẻ cho chúng ta về để tìm kiếm cái thị trường tiềm năng này như thế nào mọi người ha. Rồi em xin mời chị Cẩm Thí ạ. Chị cảm ơn MC Thơn rất là nhiều nha. Thúy chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là cái giọng của Thúy là nó không có được rõ á, mọi người. Tại mình cũng mới vừa hết bệnh xong á, cho nên là mọi người sẽ nghe Thúy nói ha. Cố gắng để chúng ta có thể nghe được tốt nhất. Thật ra thì hồi nãy giờ mà Thúy nghe Nguyên mà trình bày về cái USB của sản phẩm á, là mình cảm thấy là mình yêu cái sản phẩm này quá đi mọi người. Rất là yêu nó luôn ha. Bởi vì mình thấy là nó có một cái công nghệ rất là tốt, mà nó lại giữ được rất là nhiều để mà cái lợi khuẩn nó có thể là được hấp thu vào cái đường ruột của mình tốt nhất. Vậy bây giờ Thí mở đầu Thí muốn giao lưu với mọi người một chút xíu. Thí muốn hỏi mọi người nha, là mình cái sản phẩm này của mình sử dụng được cho đối tượng nào. Hồi nãy giờ mình nghe Nguyên trình bày đó, thì mình nghĩ là cái sản phẩm của mình nó sẽ phù hợp cho đối tượng nào. Mọi người có thể comment vào khung chat cho Thí không? Tất cả mọi đối tượng từ 6 tháng cả nhà luôn ạ. Ok. Đúng rồi mọi người. Tại vì khi mà Thúy dùng cho con của Thúy đó, thì cái lúc mà Thúy cho bé ở nhà nó xài và nó ăn đó là nó rất thích luôn. Nó chỉ kêu cái đó là kẹo sữa thôi mọi người. Và mỗi ngày cứ kêu nó là con ăn kẹo sữa đi là nó rất là vui, là nó được ăn kẹo sữa. Thậm chí là nó lại đòi là nó ăn kẹo sữa. Rồi nếu mà bé mà mình chưa có biết nhai á, thì mình sẽ có kít lắc, tức là cái dạng nước á, mình sẽ uống được. Và hồi nãy mọi người cũng có nghe Nguyên á, có trình bày là Nguyên và chị Hằng có chia sẻ là nó cũng tốt cho cả phụ nữ của mình. Như vậy thì Thúy nhắc lại một lần nữa, cái tiềm năng thị trường của sản phẩm này rất là lớn, bởi vì nó phù hợp cho tất cả mọi đối tượng hết. Và mình thấy rằng là cái công nghệ này là một công nghệ rất là còn mới, cho nên là hãy cái gì mới á, thì nó sẽ còn tiềm năng về sau này. Đúng không? Còn tiềm năng về sau này rất là nhiều. Bây giờ Thúy sẽ xin chia sẻ cái slide nha. Thì hồi nãy Nguyên cũng đã nói rất là rõ cho mọi người rồi đó. Chúng ta có những cái chủng rất là đặc biệt ở BioDolac, mà những cái chủng này nó đã được lưu trữ trong cái gen bank của theo cái mã trên. Như vậy thì nó là độc quyền và nó là một cái gì đó mà nó là một cái gì đó rất là mới. Ngoài ra thì chúng ta sẽ so sánh được cái mật độ đầu vào và cái đầu ra nè. Mọi người nhìn thấy là cái mật độ CFU của nó và tỷ lệ sống sót trong cái hệ tiêu hóa. Mình nhìn thấy cái đầu vào của những cái sản phẩm khác nó khá là cao. Nhưng mà khi mà nó xuống cái đầu ra, tức là nó vào cái hệ tiêu hóa của mình á, thì cái mức độ mà giữ lại giống như Ngoại Nguyên có nói với mọi người là nó tới 90%. Và cái giá thành của nó thì lại khá là rẻ. Một hộp như vậy nó sẽ là 60 viên. Một hộp đó là 60 viên. Và nó chỉ có giá là khoảng 9.000 một viên thôi. Hoặc là một gói của mình. Mình thấy rằng là con của mình á, nhiều khi ở nhà mà mình cho nó ăn bánh một ngày á, nó sẽ ăn khoảng bao nhiêu á mọi người. Mà trong khi bánh thì nó lại là không có tốt cho sức khỏe của em bé nữa. Như vậy là Thúy đang nói về cái tiềm năng thị trường. Bây giờ chúng ta đến tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ có là da ua nè mọi người. Da ua, hồi nãy Nguyên cũng có nói là da ua và da cool nó thuộc về cái thế hệ 1. Và cái BioRelax của mình nó sẽ thay thế được cho cả hai sản phẩm này. Và thậm chí là nó còn tốt hơn rất là nhiều nữa. Nó còn tốt hơn rất là nhiều. Mà mọi người thấy ra là nó dễ, nó rất là dễ, nó rất là tiện lợi để mà mình sử dụng. Đi đâu mình chỉ cần mình bỏ vào một cái gói vào trong cái túi sách của mình thôi. Là mình có thể bóc ra mình cho con của mình ăn một cách rất là thoải mái. Mình mang đi nó cũng rất là đơn giản hơn. Và mình cũng không cần phải là bảo quản trong một cái nhiệt độ nó lạnh như là cái tủ lạnh, như là hai cái loại sữa chua này. Hoặc là da ua này, đúng không mọi người? Bây giờ chúng ta sẽ có một cái hình ảnh như thế này, da ua và da cool. Việt Nam là 800 triệu đô. Da ua và da cool thì nó sẽ là 800 triệu đô. Bây giờ chúng ta thử, chúng ta tiếp tục qua cái slide tiếp theo. Thay thế cho da ua và da cool thì hồi nãy Thúy đã nói với mọi người rồi. Rõ ràng là mình đã thấy là nó là thế hệ 4 rồi thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và cái tầm mà người dân của mình mà họ sử dụng cái da ua và da cuôn á, nó tầm là 800 triệu đô. Và tiếp tục nha, tổng cái thị trường về thực phẩm chức năng mà họ có những cái tốt cho tiêu hóa,
có những cái probiotic tốt cho tiêu hóa. Thì có ba cái thế hệ đầu tiên, thế hệ 1, thế hệ 2 và thế hệ 3 là nó đã khoảng là 200 triệu đô. 200 triệu đô thì nó tương đương đâu đó là khoảng 4.600 tỷ đồng. 4 triệu 600 tỷ đồng. Nhưng mà nếu mà có cái sản phẩm bio rồi, sản phẩm mà riêng về cái probiotic không thì nó sẽ tương đương khoảng 1 tỷ đô. Cho nên cái chủ đề hôm nay mình sẽ thấy rằng là mình nói về thị trường tỷ đô. Như vậy thế hệ 1 và thế hệ 2, thế hệ 3 nó đã là một cái số tiền như vậy. Cái thị trường sử dụng rất là lớn. Như vậy mình sẽ nghĩ về cái tương lai là nếu như mà thế hệ 4 này nó được người dân Việt Nam mình biết đến nhiều và chúng ta sử dụng nhiều thì con số nó sẽ vượt xa cái 1 tỷ đô này. Đúng không mọi người? Con số sẽ vượt xa 1 tỷ đô này. Cho nên các anh chị mà đại lý cộng tác viên, khi chúng ta chọn cái sản phẩm này để chúng ta kinh doanh, nó sẽ có rất nhiều cái lợi. Thứ nhất là chúng ta khả năng tái tiêu dùng rất cao. Giống như hồi nãy là chị Huyền với lại chị Bình có chia sẻ cho mọi người đó. Cứ một hộp như vậy là 60 viên. Thì chúng ta thấy rằng là cỡ chừng một tháng là chúng ta ăn mỗi một ngày 2 viên thôi, nó đã là hết một hộp rồi. Thường là con cổ thí là nó ăn khoảng chừng nửa tháng là nó hết một hộp rồi. Nên khả năng tái tiêu dùng rất là cao. Và cái nhu cầu để sử dụng nó lại rất là xu hướng rất là tăng trong cái thời gian sắp tới. Cái slide của mình. Đây. Thế hệ 4 của mình nó sẽ có nằm trong cái sản phẩm BioRelax và KitLax. Như Nguyên nói lúc nãy với mọi người, khi mà cái lợi khuẩn nó vào trong cái đường ruột, nó sẽ được hấp thu từ ruột non là cái màu xanh là cái BioRelax đúng không? Rồi tiếp tục tới cái màu đỏ là nó hấp thu ở ruột già, nó là bifidon. Như vậy thì tại sao mà nó cần phải giữ cái hai cái lợi khuẩn này tới ruột non hoặc là ruột già nó mới hấp thu? Thì chúng ta phải biết một cái chuyện rằng là cái đường ruột của mình nó sẽ chứa là hơn 100 triệu cái neuron thần kinh. Hơn 100 triệu cái neuron thần kinh. Và cái nơi này là cái nơi mà sẽ truyền cái tín hiệu đi đến não của mình, đến hệ thần kinh của mình để phát ra những cái tín hiệu để mà có thể là tiết ra những cái men tiêu hóa nè, men enzyme này kia để mà có thể hỗ trợ tiêu hóa thức ăn. Nếu như mà những cái lợi khuẩn này nó ở đường ruột và nó không được hấp thu thì cái đường ruột của chúng ta nó giảm cái hiệu quả. Nó giảm cái hiệu quả thì làm cho cái đường ruột của mình á, nó mất đi cái tác dụng miễn dịch của mình. Và hồi nãy Nguyên cũng nói rất là rõ với mọi người luôn. Ở cái đường ruột là nơi chứa được 70% những cái tế bào miễn dịch. Cho nên mọi người sẽ thấy rằng là nếu như chúng ta có một cái đường ruột tốt, có một cái hệ tiêu hóa tốt thì tự nhiên cái hệ miễn dịch mình nó cũng tăng lên. Hệ miễn dịch mình cũng tăng lên rất là nhiều. Điều đó nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe của một con người. Và BioRelax và cũng như KitLax đã giải quyết được cho vấn đề đó của mọi người rất là tốt. Đó là chúng ta có cái công nghệ là bao kép và chúng ta giữ lại được những cái lợi khuẩn cho đến cái ruột non và ruột già nó mới được phóng thích ra và nó hấp thu vào ruột non, ruột già và đồng thời là chiến đấu lại với những cái hại khuẩn. Không biết là mọi người nghe đến đây thì mọi người có thấy thích không? Không biết là mọi người nghe đến đây mọi người có thấy thích không? Mọi người có thể comment được con chat giùm Thí không? Hôm nay là cái giọng của Thí là nó hơi rè rè một chút xíu cho nên mọi người cố gắng nha. Rồi, đối với cái sản phẩm BioRelax cũng như là KitLax đã được rất là nhiều anh chị chúng ta sử dụng và nó phù hợp với mọi đối tượng và dễ dàng sử dụng nè. Tiềm năng thị trường rất là lớn. Vậy thì mọi người ở trong Zoom nè, mọi người có nghĩ rằng là sau cái buổi Zoom ngày hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm cái sản phẩm BioRelax và KitLax này không, để mà chúng ta có thể khởi đầu cho cái việc kinh doanh của mình? Mọi người có thể là cho Thí biết không? Mọi người có thể là comment lên công chat và chúng ta sẽ ra cái quyết định cuối cùng là sau khi chúng ta xem cái Zoom ngày hôm nay thì chúng ta cảm thấy như thế nào và chúng ta mới book xong. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé. Cái phần của Thí thì nó cũng khá là đơn giản và hầu như là nó cũng gần giống với cái phần của Nguyên là dùng lúc nãy. Cho nên là Thí sẽ cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái phần trình bày của Thí. Xin lỗi mọi người về cái giọng của mình ngày hôm nay nhé. Sorry mọi người rất là nhiều. Dạ, rồi, chị đã mất là cho MC Kim Thơn nha. Dạ, rất là cảm ơn cái phần chia sẻ của chị Thí. Chị Thí hôm nay là cũng không được khỏe mọi người, nhưng mà vẫn cố gắng lên Zoom chia sẻ với mọi người về cái thị trường tỷ đô như vậy đó mọi người. Mọi người thấy có hấp dẫn không nè?
có muốn cùng đồng hành với sản phẩm Biorolac và Kitlac mà để chúng ta đánh cái thị trường tỷ đô này không mọi người, để chúng ta hái thật là nhiều sao trong năm nay nè cả nhà. Rồi nếu mà mọi người muốn thì comment tôi muốn đi mọi người. Rồi Kim Thanh rất là cảm ơn cả nhà, mình hãy gửi những lời cảm ơn đến chị Thúy và ban tổ chức đi mọi người. Thì từ đầu đến giờ thì mọi người đã nghe rất là nhiều chia sẻ rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ đến phần giao lưu đi mọi người. Mọi người có câu hỏi nào để mà nhờ dược sĩ Vinh giải đáp cho mình thì mọi người có thể bật mic lên hoặc là comment vào khung chat với mọi người. Hoặc là mọi người có thể join vào các group nữa mọi người. Trong đó cũng sẽ có các dược sĩ để hỗ trợ chúng ta đó mọi người. Chị ơi cho em hỏi dược sĩ Vinh hả? Cho em hỏi mọi người ơi bây giờ anh chị nào hỏi thì đưa tay trước đi rồi Kim Thanh bật mic lên cho mọi người nhé. Rồi mình thấy có chị Lan đây ạ. Vâng ạ. Chị. Rồi mình xin mời chị Nguyễn Lan ở Hà Nội ạ. Em là chị Lan. Chị Trịnh Lan. Dạ vâng. Rồi sorry. Chị có rồi. Nghe được em nói không ạ? Rồi nghe rõ rồi chị Trịnh Lan ơi. Vâng, xin cho lời đầu tiên cho em cho phép em xin chào dược sĩ Vinh và chào tất cả các anh chị có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay. Em là đại lý mới, em xin tự giới thiệu qua về bản thân em là chị Thị Lan Hương. Em sinh sống và làm việc tại Hà Nội ạ. Em mới tham gia tham gia vào BC của mình hôm nay mới được 10 ngày. Thì em cũng thấy rất là ấn tượng về hai sản phẩm của mình. Thì em cũng đã có một đơn hàng đầu tiên cho em là về sản dòng Kitlac ạ. Thì bây giờ xin dược sĩ Vinh trả lời giúp em là bây giờ em muốn đặt cho con em dùng cái cái Biolac ấy thì con em là 2 tuổi ạ. Nhưng mà hiện nay thì con em vẫn ăn uống bình thường nhưng mà tại sao bụng cháu hơi bị to một chút ạ? Yeah. Đấy là nguyên nhân là do cái gì ạ? Hiện tại thì cháu được 11 cân ạ. Thì theo dược sĩ có bị thiếu cân hoặc là cháu thiếu gì không ạ? 2 tuổi 11 cân nằm ở ngấp nghé. Đó, hơi dạ vâng ạ. Nằm ở ngấp nghé rồi. Cái bụng to đó nó thật ra thì mình cũng không thể mà biết được chính xác nhưng mà mình đang hơi nghi ngờ nha, mình hơi nghi ngờ tức là bé bị cái tình trạng là nó hơi loạn khuẩn tức là cái kết quả tiêu hóa của bé nó không có tốt. Cho nên cái sự hấp thu bé không có được đầy đủ á. Thì cụ thể là cái dấu hiệu bé thấp cân. Rồi nhưng mà mình hỏi thêm một chút xíu, bạn bật mic bạn nói chuyện trực tiếp luôn là bạn có cảm giác về cái việc đi cầu về mùi phân của bé như thế nào? Lan Hương. Được. Em thấy bình thường anh ạ, không có vấn đề gì tanh rồi. Không táo bón ạ, ngày cháu đi một lần ạ. Ngày đi một lần tới bây giờ nếu như vậy thì bé không bị bón thì là tốt, nhưng mà nó vẫn có vấn đề cái bề mặt ruột hấp thu á. Thành ra bây giờ mình nếu như mình khuyên á, thì trong trường hợp này mình khuyên như thế này, tức là mình chủ động lập một cái liệu trình để mà gọi là tăng cái chất lượng tiêu hóa của bé. Mà tăng chất lượng tiêu hóa của bé này, nếu như các mẹ mà nếu như mà vì lo lắng như vậy, nghĩ đến cái enzyme tiêu hóa, thì nếu như vậy thì nó cũng không phải là bản chất lắm, không phải là từ cái gốc, mà cái gốc vẫn là cái bề mặt ruột. Giống như nãy mình nhìn trên cái hình á, vi khuẩn vào nó bám vô ruột rồi nó tạo cái bề mặt trên ruột, rồi vi khuẩn nó đang thực hiện cái chức năng làm gì, để tạo cái thảm trên đó để làm nhiệm vụ bảo đảm cái chức năng hấp thu. Thành ra bây giờ bạn nếu mà 2 tuổi thì bây giờ mình khuyên á,
thì có thể chọn một trong hai, kích lắc khạc khạc là bio rồi lắc đều được. Nhưng mà trong trường hợp bé mà gọi là tạm gọi là nhai tốt thì có lẽ là nên bắt đầu với bio rồi lắc cho nó với bé. Dạ vâng, chọn nhai được. À ok, như vậy thì bây giờ nếu mình đã có cái ý định là mình tái lập cái hệ vi sinh đường ruột, thế thì mình lập cái liệu trình. Và liệu trình này á, thật sự cái liệu trình luôn là cải thiện bề mặt ruột, thì bạn hãy chủ động cho con mình là dùng trước bữa ăn 60 phút, mặc dù không thấy bón nhưng mà bây giờ mình vẫn đang khuyên bạn như vậy để vi khuẩn nó bám, nó trải trên cái bề mặt ruột trong cái giai đoạn đầu. Rồi uống với, nếu có bón thì uống nhiều nước, nhưng mà không bón thì uống ít nước cũng được. Nhưng mà cơ bản thì buổi sáng mà mình nhai xong rồi cho uống nước thì vẫn tốt, nó giống như sự thanh lọc. Thì như vậy thì bạn thực hiện vào buổi sáng như vậy ha. Rồi buổi chiều cũng nhắc lại một lần như vậy, để làm gì? Để cho nó củng cố cái mục tiêu của mình. Thế thì như vậy một thời gian thì bao lâu? Thì theo mình nghĩ là khoảng chừng phải vài tuần đi ha. Tại mình cũng không biết chính xác được bao lâu là nó ổn. Thì sau vài tuần á, thì bạn sẽ thấy, nếu mà bạn cho nhai rồi bạn có cảm giác con mình đến cái bữa ăn á, ăn ngon miệng hơn chút nữa, thì đó là mình thành công. Tức là dấu hiệu nhận thấy. Rồi sau đó thì bạn hãy dùng như các bạn vẫn chia sẻ lúc nãy giờ đó, là đơn giản là dùng như là một cái lợi khuẩn cung cấp giống như là Yakult. Tuy nhiên cái này, điều này nó chắc chắn tốt hơn nhiều. Với lại tại vì nó tốt vì sao? Chủng đây là những chủng của ruột. Yakult chưa chắc gì là chủng của ruột. Đấy. Thành ra sẽ tốt cho con bạn hơn là như xưa nay mình vẫn ăn Yakult. Còn trong trường hợp rồi mình đặt cái mục tiêu tăng cân, thế thì sau khi đường ruột mình cảm thấy tốt thì khi đó bạn thêm cái phần dinh dưỡng. Mà dinh dưỡng để tăng cân là gì? Là những cái công thức có thể mình hỗ trợ một thời gian, ví dụ như là sữa tăng cân, thậm chí nhiều khi bạn lấy ngay cả cái sữa mà sữa cho những bé mà bé nhỏ tuổi cũng được nữa, miễn là những cái dinh dưỡng công thức đặc biệt đó là ok. Thì lúc đó ví dụ như bữa ăn chính xong rồi ăn xong mình bồi cho bé một ít sữa nữa, là tự động cái bữa đó bé sẽ nhiều cái năng lượng và dinh dưỡng hơn. Đấy, thì cách như vậy thì tự động bé sẽ tốt hơn khi nào đường ruột bé tốt nha các bạn. Còn bây giờ chẳng hạn như hôm nay mình khuyên bạn sớm quá cho con bạn sữa tăng cân, thì có nhiều khi nó sẽ làm cho cái đường ruột con bạn không có xử lý sạch sẽ, thì cái hệ quả của không xử lý sạch sẽ lại một cái vòng lẩn quẩn là hấp thu kém. Thành ra mình hãy làm cái đường ruột, cho nên vẫn cái câu như ban đầu các bạn chia sẻ đó, giải quyết từ gốc là đường ruột. Đấy. Thì làm như vậy đi, có lẽ là cố gắng làm mà cách tự nhiên được thì tốt nhất. Còn khi nào mà không ổn nữa thì lúc đó mới tính cái chuyện là thêm vào enzyme hay là thêm những cái gì thêm nữa, thì cái đó là có lẽ là nên sau khi mình hồi phục đường ruột. Dạ vâng, xin cảm ơn dược sĩ ạ. Đúng là thời gian gần đây em cũng cảm nhận được là con ăn không ngon miệng thật ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn dược sĩ ạ. À như vậy thì mình thành công đấy bạn. Thì phải nhờ những cái việc nhỏ nhoi nhất như vậy thôi, hàng ngày thôi, chứ mình cũng đâu có thuốc men gì được. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn dược sĩ ạ. Vâng ạ. Dạ rồi, rất cảm ơn câu hỏi của chị Trịnh Lan ạ. Bây giờ tiếp tục mình mời chị đại lý hay sao Nguyễn Lan Hà Nội ạ. Dạ vâng, ok, em xin chào tất cả mọi người. Xin chào dược sĩ Nguyễn Văn Vinh ạ. Cùng tất cả anh chị em đang có trong Zoom hôm nay. Em thì vừa lại em có nghe chia sẻ của mấy chị buổi lúc trước ạ, là người lớn cũng dùng được đúng không ạ? Thì cũng như là theo như là ông xã như em ấy, thì là em thấy là cái hiện tượng là tiêu hóa chắc là không được tốt. Thì ví dụ như là khi mà đi vệ sinh nặng ấy, thì là em thấy là có cả vấn đề là ăn rau hay ăn gì đó nó không tiêu. Thì em không biết là cái sản phẩm của bên mình có hỗ trợ được cái này không ạ? Nếu như bạn mô tả như vậy thì thật sự là đơn giản luôn. À thế ạ? Nghĩa là bạn dùng Bioroduct trong thả bạn đó.
là y như cái cách gọi là mình cảm thấy là mình rõ ràng nó được không tốt rồi, thôi thì không tốt thì cứ lập ngay cái liệu trình ban đầu đi, và cho ông xã bạn nhai theo mình đề xuất ha, 3 viên một lần vào buổi sáng và buổi chiều, cũng y như cái cách như vừa mới nói. Rồi sau này ông xã bạn là đơn giản là ăn nó vào bất kỳ giờ nào, và thậm chí nếu như mà ông xã bạn cần tiếp khách là trước khi đi tiếp khách hay là ăn ngoài hay là đi du lịch bất kỳ, đi công tác, thì mình đó là những cái nguy cơ ông xã bạn bị cái ảnh hưởng từ bên ngoài. Ta có nhiều nguyên nhân thì đó là nguyên nhân, thì tại những thời điểm đó hãy chủ động nhai 1-2-3 viên gì đó trước khi mình đối diện với cái đó khoảng 1-2 giờ, tự động cái bữa, ngay cả bữa nhậu cũng khó bị hơn. Còn ông xã bạn thì nó thật ra nó cũng giống như mình hồi xưa thôi, nó gọi là bị hội chứng gần như là gọi là thấp về vi khuẩn, rồi nó nếu mà lâu ngày nó thành ra gọi là hội chứng ruột kích thích, còn tạm thời này chắc chưa đến mức độ như vậy, chắc sửa được nhanh á. Ông sẽ thay đổi nhiều cái bạn đưa đem về, ông thay đổi trong vòng 2-3 ngày, mình dự báo vậy thôi nha, cũng tùy người, nhưng mà thường là vậy. Rồi các bạn cứ nếu mà nó ná như vậy thì bạn khỏi hỏi, mà bạn hỏi những cái nào nó khác đi. Dạ vâng em cảm ơn anh ạ. Dạ để cho nhiều bạn hỏi cho nó được chiều. Dạ rất cảm ơn phần trả lời của dược sĩ Vinh ạ. Rồi mình tiếp tục mời đại lý Yên Phương Nguyễn Quỳnh ạ. Em xin chào dược sĩ ạ. Em có một số khách hàng trên 60 ạ. Thì bị mãn tính đường ruột á. Thì em không biết là mình sử dụng cái liệu trình như thế nào để giúp cho họ. Như lúc nãy giờ mình khuyên mọi người á, là mình khuyên ví dụ như đứa trẻ, mình khuyên là nhiều khi dùng liều cao chỉ cần 1-2 tuần. Nhưng người già thì mình sẵn đây mình cũng nói cái công, tức là một những cái đối tượng khác nhau nó sẽ khác nhau. Thì trong trường hợp người già đó các bạn, là nãy mình mô tả là có bifido và lacto, thì cái lacto nó không giảm, nó không bị giảm, nhưng mà cái bifido của người già nó giảm rất là nhanh. Tại vì cái môi trường của người già nó là môi trường gì, môi trường tích những vi khuẩn có hại theo thời gian, theo tuổi tác cũng như sự lão hóa, thì lúc đó cái vi khuẩn thối rửa nó khống chế rất mạnh, mà con bifido á, mình sẽ không có trong bữa ăn hàng ngày, không bao giờ có trong dâu ua, cho nên người già luôn luôn là bị thiếu hụt cái đó. Cái bạn cứ tưởng tượng nếu mà chẳng may bạn thiếu hụt bifido thì bạn tìm đâu ra, không có. Nhưng bởi vậy cái câu chuyện mình ăn dâu ua và dâu quân ngày xưa giờ là mình ăn gì, dâu quân là gì, lactobacillus casei, còn dâu ua thông thường là lactobacillus bulgaricus hoặc là streptococcus demophilus, thì tất cả những con này đều là ở ruột non. Nhưng cái ruột của người già trên 60 tuổi á, là nó không có thiếu lacto đâu, mà nó thiếu trầm trọng cái bifido. Thật ra dùng Vioralac thì trong đó nó rất nhiều bifido trong đó. Đấy. Thì khi nó cải thiện được á, là nó cải thiện được á, thì nó mới hồi phục được cái chức năng ruột, bởi vì cái vai trò của nó là để bảo đảm chức năng ruột. Thế thì bây giờ như vậy thì lập liệu trình cho người già vì đang thiếu hụt trầm trọng, và để cho trở nên bình thường cũng hơi khó. Thành ra mình yêu cầu mình đề nghị cái lời khuyên là dùng là phải liều cao, tức là 2-3 viên, thậm chí một vài ngày đầu mình có thể chai 3-4 viên cũng được, nó không có dư nha bạn, các bạn không bao giờ là dư. Thành ra cứ nhai những liều ban đầu để làm gì, để cấy vào thật nhanh, rồi sau đó mình bổ sung. Nhưng bổ sung thì cũng phải là 2-3 viên, còn ban đầu có thể là 3-4 viên gì đó một số những ngày đầu. Như vậy thì xài khi nào cái người già đó cảm thấy cái phân mùi nó tốt hơn, đó là dấu hiệu đã thay đổi đường ruột rồi. Còn cái chức năng của họ thì nó lại là vấn đề nữa. Thí dụ như có những người đã thay đổi phân nhưng mùi phân tốt hơn, nhưng mà vì cái đường ruột mà họ là nó bị chậm nhu động thì họ vẫn còn bón. Đấy, nó là cái nhiều cái kiểu khác nhau. Hay là cái người đó có thể là tạm thời là họ hết, gọi là họ hết tiêu chảy, nhưng cái bề mặt ruột nó vẫn còn cần một thời gian dài để nó lành. Thành ra là liều
Tiếp theo là giai đoạn gọi là hồi phục. Mà giai đoạn hồi phục là người già là nên gọi là giống như là tuân thủ cả tháng đó. Còn nếu như người đó bị táo bón mãn tính á, thì trong trường hợp tôi vẫn hay nói trong các buổi Zoom á, là tất cả những vị mà khuyên dùng vi sinh á, là khuyên dùng ít nhất 6 tháng. Nhưng mà mình hy vọng rằng những người mà trong Zoom này là có thể dùng 2-3 tháng đã thoát. Ngoại trừ có một số người nặng quá thì cũng không phải là dễ dàng qua được tất cả, nhưng mà đa số là như vậy. Rồi còn sau này thì lời khuyên tốt nhất là dùng, đúng không? Tại sao lại không dùng, nó tốt hơn, ngay cả nó an toàn hơn cái anh dâu vua. Thì đó, bạn nhớ nè, liệu trình ban đầu là tăng liều cao lên, sau đó là duy trì. Thế nào là duy trì? Là khoảng 2 viên sáng và chiều. Còn khi duy trì là dùng vào sau ăn cũng được, nhưng mà cái lượng liều ban đầu là mãn tính thì nên dùng trước ăn đi. Còn sau này là đơn giản thôi, muốn dùng bất kỳ lúc nào cũng được, mỗi ngày mỗi lần 2 viên, ngày 2 lần tức là 4 viên. Nó được nhắc này nhắc lại đều đặn trong mỗi bữa như vậy thì nó bảo đảm được cái việc mà mình ứng phó với sự thay đổi của bữa ăn của mình. Rồi thì còn nếu mà thông tin trong quá trình tư vấn thì cần thì các bạn cứ join vào group, tại vì không phải ai cũng giống nhau hết các bạn. Có nhiều người tìm cách uống đủ thứ thuốc mà chưa hết mà, đúng không? Nhiều khi nghe dược sĩ Vinh nói có chút xíu là hết sao được. Rồi tiếp theo Kim Thân xin mời câu hỏi của đại lý Phạm Thị Vân ạ. Chào Vân, em chào The Sĩ Vinh và em chào tất cả các anh chị trong phòng Zoom ạ. The Sĩ Vinh cho em hỏi là bây giờ con nhà em có 2 cháu, một cháu hơn 7 tuổi và một cháu hơn 2 tuổi, nhưng mà cháu hơn 2 tuổi là năm nay bây giờ cháu mới được có 9 cân, được có vàng 9 cân rưỡi ạ. Và con đầu nhà em là hơn 7 tuổi cũng được có 17 cân rưỡi, thì em muốn hỏi là hai cháu thì mình bổ sung bioprolact đấy thì mình sẽ bổ sung liều như thế nào và dùng vào thời điểm nào là tốt nhất đấy ạ? Nói chung là gọi là sửa chữa đường ruột á, thì trường hợp này mình cứ quy hết cho bệnh mãn tính rồi. Tức là mãn tính về bề mặt ruột rồi, tại vì nó liên hấp thu mà là bề mặt ruột. Thì bây giờ mình cứ lập cái liệu trình ban đầu chưa khoan tính dinh dưỡng hết nha. Bạn hãy xây dựng đường ruột trước, tức là bạn bỏ ra cho hai đứa con bạn một tháng đi. Là trường hợp này mình thấy là bé đã rơi vô cái khoảng gọi là thấp rồi đó. Đã rơi vào rồi, rơi xuống rồi. Thì nhưng mà bây giờ mình từ xưa giờ nó vậy mà giờ mình gọi cũng không được nha. Thì bây giờ bạn hãy cho con bạn là giống như là cả hai đứa là ăn liều giống nhau luôn là buổi sáng 3 viên, chiều 3 viên đi. Rồi lập cái liều đó khoảng nửa tháng luôn. Rồi sau nửa tháng đó là bắt đầu là duy trì 2 viên một lần, ngày 2 lần. Rồi cũng làm tiếp khoảng cả tháng như vậy, thì bạn để ý nha, cái bữa ăn của bé mà phải ăn ngon miệng hơn. Rồi bà hỏi thăm về cái đi cầu của bé là có tốt hơn không. Rồi nếu mà tốt hơn rồi đó là lại bắt đầu cái bạn hãy tăng cái thức ăn dinh dưỡng cho bé, chứ còn bé đang có vấn đề. Thì trong giai đoạn đầu đó, là bạn có thể bổ sung vào đó là thêm cái vitamin. Đây là quái ạ. Vitamin á, mà vitamin mà nó hấp thu tốt nhất á, thì nhiều khi mình khuyên cả người lớn luôn. Bây giờ hôm nay mình nói chuyện hơi buồn cười các bạn nè. Một số mình khuyên người lớn bị biến ăn á, mình khuyên là dùng cái siro của con nít. Lý do các bạn biết sao không? Cái đó là những cái đồ tốt, bạn hãy lựa bất kỳ siro con nít nào mà tốt, bạn uống đi, cho con bạn uống. Thay vì mình người lớn thì hay nghĩ là phải uống ngay viên, chẳng hạn như viên multivitamin, viên này viên kia, phải không? Bạn hãy lấy cái siro cho trẻ em, rồi bạn cho con bạn uống, thì như vậy mà nó lại tốt. Cũng giống như cái sữa tăng cân, thì bạn cứ hãy chọn những công thức sữa sữa cao năng lượng hoặc là cái sữa gì đặc biệt của dành cho trẻ, nó sẽ là những công thức tốt. Tại vì mình không có để ý cái sữa nào, nhưng mà cơ bản là nguyên tắc là vậy.
Rồi còn quá trình khó khăn gì đứa dọn vào lớp các bạn, tại vì mình cũng thường hay có những phản hồi phía sau ấy, là nó mới là quan trọng, tại vì không phải tất cả mọi người đều giống nhau đâu nha. Vâng ạ, vâng, em cảm ơn giáo sĩ Vinh ạ. Rồi, rất cảm ơn dược sĩ Huynh. Vậy bây giờ mình sẽ tiếp tục thêm hai câu hỏi nữa đi mọi người. Thì thật sự là mọi Kim Thanh biết là trong phòng Zoom á, mọi người còn rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà không, dược sĩ Huynh không có thể trả lời tất cả được trong một cái buổi Zoom hôm nay được mọi người. Thì Kim Thanh xin mời mọi người hãy join vào các group đi, thì trong đó cũng sẽ có những cái dược sĩ để hỗ trợ mình Kim ha. Vậy bây giờ mình sẽ tiếp tới hai câu hỏi cuối cùng nữa thôi mọi người ha. Rồi, Kim Thanh xin mời chị đại lý hay sao Nguyễn Thị Thủy ạ. Dạ em chào dược sĩ Vinh, em chào mọi người ạ. Có một bà ngoại em năm nay 90 tuổi rồi, cách đây mấy năm có bị kiểu như là cái đại tràng hay là cái ruột già ấy, cái phân nó rất là đến cái đoạn thì là nó thường thường mỗi một lần đi rất là lâu mà không, tức là rất là khó. Còn trong ngày thì bà ăn rất, và mỗi một lần ăn ấy thì ăn xong thì thường bị sôi bụng nên là bà rất kiểu như kiêng rất nhiều thức ăn ấy, bà không dám ăn. Thì cho em hỏi với cái tình trạng của bà em là bà em đã uống thuốc ở bệnh viện rồi nhưng mà không cải thiện nhiều, thì cái độ tuổi của bà em bây giờ 90 tuổi thì dùng cái liệu trình như thế nào để cho nó hiệu quả? Đến trường hợp này bây giờ mình cũng, bạn nói như vậy thì mình cũng nói luôn á, tại thì người già thì nó y như cái điều mình mới nói là trường hợp người già lúc nãy. Thì và đây là dấu hiệu quá rõ rồi, tức là bạn mình nói cho bạn luôn như là người già thì nó liên quan tới tùm lum chuyện hết, thì trong đó là cái vi khuẩn ruột mình nó quá thấp thì bổ sung vi khuẩn ruột là một. Rồi bà đang bị thêm cái nữa là cái hậu quả, tức là cái không phải là cái hậu quả mà cái sự giảm chức năng tiết enzyme của tuổi già, mà trong đó là vi sinh cũng là một cái hệ thống enzyme từ vi sinh. Cho nên cả hai cái đều thiếu hết cả, cho nên bà bị cái chứng gọi là đầy bụng rồi, tức là khó tiêu đó, là nó đang thiếu cái enzyme rồi. Thế thì nếu như vậy thì lời khuyên là sao? Bây giờ để cho cái việc mà thay đổi cho bà là lúc này, thì nếu mình làm đạt được cái mục tiêu là thay đổi cái hệ vi sinh vật đường ruột á, là tự động cái chức năng tiêu hóa bà sẽ tăng là một. Tại vì bản thân cái vi sinh nó giải phóng cái phần ở ruột già là bởi cái chức năng tiêu hóa bởi vi sinh. Thứ hai á, là bà đang khó khăn như vậy và bà bón nặng như vậy á, thì mình nên hỗ trợ giống như một cái phương tiện và một cái công cụ để làm tốt cho bà là bằng enzyme. Đấy. Vì enzyme á, thì nó cần cái lượng cao. Thành ra trong trường hợp người già thì mình hay khuyên là trong trong tiệm thuốc Tây của mình á, là gần nhà mình đấy, nó sẽ có cái neopeptide, là mình đã thấy cái đó là cái lượng enzyme uống vào nó hiệu quả cao. Còn mấy cái khác thì mình không biết là nó như thế nào. Còn trong cái hệ thống medium và BC mình á, thì mình thấy là có cái gì medium, nhưng mà có thể là medium nếu nó không đủ liều á, thì nhiều khi nó cũng cực cái công việc là gọi là để đủ cái liều để mà thay đổi cái đường ruột. Thì nó đó là lời khuyên. Còn nếu mà medium thì phải, chắc là phải uống nhiều ống á. Thì bây giờ mình sẽ dùng là gì? Bà nếu bà nhưng mà hỏi lại câu, bà nhai còn được không? Bà còn nhai được ạ. Ok, tốt quá, chúc mừng. Còn nhai được thì dễ, là cho bà nhai Bioroc nhiều vô, là 3-4 viên một lần vào cái giai đoạn đầu buổi sáng, rồi cũng kêu vào uống nước giống như nãy giờ mình nói chung nguyên tắc vậy đó. Tại vì nãy giờ gặp toàn là bệnh mãn tính với táo bón thôi. Rồi sau đó trong bữa ăn mà dùng enzyme, nhớ nghe. Thì enzyme cho bà chắc là lập cái thời gian dùng cho bà để mà hỗ trợ bà trong khoảng 3 tuần đi. Rồi tới giờ dưới là Bioroc, rồi sau đó 60 phút ăn xong rồi dùng enzyme. Thì khi nào bà hết cái chứng mà khó tiêu thì mình cũng hy vọng cái phân bà tốt hơn. Còn nếu mà sau đó là phân mà nó tốt mà vẫn không đi được á, thì bà nó hơi bị cái đại tràng của bà, cái chức năng co thắt nó cũng không được tốt, thì
thì cái đó hơi khó, nhưng mà mình cứ cố gắng đi, đúng không? Mình phải thấy được cái phần mình tốt ra. Cho em hỏi một câu nữa là em có bé năm nay 9 tuổi rồi, cháu mới được độ 22 cân thôi mà em thấy là cháu ăn bình thường, tức là ăn nó không phải ăn như đứa khác. Với cả ăn thì nó cũng ăn được số lượng không nhiều đâu, mà nó cũng không thích ăn cái gì quá. Thế cả em thấy phân là cũng rất là bình thường, nhưng mà cháu đang mắc cái bệnh là em thấy cháu là rất là gầy. Hôm trước em cũng có cho cháu uống cái enzyme một liệu trình là 3 hộp rồi, cộng với cả các sữa rồi, nhưng mà cũng không thấy cải thiện. Thì bây giờ em đang cho cháu uống tảo rồi, thì bác sĩ ơi, cái trường hợp của bé như em thì có lên dùng bio Bronac mà cái hàm lượng nó mỗi một ngày 3 viên 3 lần như là dược sĩ nói không? Bây giờ vậy nè, bây giờ mình bắt đầu mình hỏi ngược lại nè. Vừa rồi bạn cho cái enzyme là đã kết thúc liệu trình chưa? Kết thúc rồi ạ. Ok, rồi. Kết thúc bao lâu rồi? Kết thúc tầm độ 1 tháng rồi. Ok, vậy được rồi, vậy là mình dễ. Tức là lần này bạn cho Bio-Rolac và enzyme là có thể bạn có thể xài lại. Còn nếu như hôm bữa trước mà bạn đang xài mà còn ngắn quá, mình sẽ không cho bạn xài enzyme nữa. Tại vì xài enzyme liên tục á là nó cũng hạn chế cái việc mà tiết enzyme tự động. Bạn hình dung chưa? Mà cái mục tiêu của mình đâu phải là mình phải đổ enzyme bên ngoài vô đâu, mà cái cơ thể mình phải tiết enzyme. Giống như cái miệng mình phải ngon miệng, tức là nước bọt mình tiết ra ngon miệng, đấy cũng là enzyme đấy. Rồi, cho nên cái vấn đề vẫn là tự thân, tức là cái gốc. Thế thì bây giờ rồi mình xài Bio-Rolac, chứ giờ nếu bảo mình tìm cái gì khác chắc mình không biết cái gì khác đấy. Cho nên hãy xài Bio-Rolac hoặc là những cái công thức tương tự như vậy, nhưng mà mình chọn lựa thì Bio-Rolac rất là tốt, thì bạn chọn lựa Bio-Rolac cho bé. Rồi bạn chỉ đơn giản nói như mình là thậm chí gọi là tỉnh queo luôn, chỉ cho nhai Bio-Rolac. Ban đầu thì con muốn thay đổi đường ruột, rồi cải thiện cái bề mặt thì nhai trước ăn. Còn sau này là tự động bổ sung, là cứ nhai sau ăn 30 phút bình thường. Ban đầu là xài liều cao đi, có nghĩa là nó bao nhiêu cũng không dư, thành ra bạn cứ thoải mái, bạn nhai 1, 2, 3 viên gì được hết. Rồi mỗi ngày nhắc lại 2 lần để cho nó có cái sự bảo đảm. Rồi sau đó tự khắc để sẽ ổn hơn. Còn trong cái enzyme thì bạn đã nghỉ 1 tháng rồi, cho nên mình nghĩ rằng bây giờ có quyền can thiệp, nhưng bạn can thiệp giùm mình chỉ trong vòng 3 tuần thôi. 3 tuần trở lại thôi nha. Vậy đó. Rồi. Em cảm ơn. Rồi trong lúc này có thể uống thêm vitamin nhóm B. Đấy. Vitamin nhóm B thôi, chứ cũng không cần gì hết. Cảm ơn ạ. Dạ, tiếp theo mình xin mời câu hỏi của cộng tác viên Trần Bình, Hà Nội ạ. Vâng, em chào các anh chị. Chào dược sĩ. Dược sĩ cho em hỏi cái là em năm nay là 46 tuổi à. Mà đây em hỏi luôn trực tiếp là thực tế là em đang bị là tầm 10 năm nay rồi. Mà đi uống rất nhiều loại thuốc à. Yeah. Cứ đặc biệt là những buổi sáng ấy, mà cái bụng nó cứ sôi sôi cục nó không đau, nhưng mà cứ buổi sáng cái là phải đi và ăn xong chạy lại phải đi mà phân nó nát. Yeah. Và đặc biệt là hôm nào mà em thì em làm trong cái nghề chính là làm xây dựng, nên tiếp khách cũng tương đối nhiều. Hôm nào mà cứ đi tiếp khách về, đặc biệt là uống bia, nó có cái men của bia ấy, là cái ngày hay là ngày hôm sau nó gần như là có khi phải 90 lần một ngày. Cứ đi một lúc cái là lọ lại cứ uộn cái xong ấy, nó lại phải bắt mình lại cứ phải đi. Là em uống cũng rất nhiều loại thuốc này, trong đấy là mới gần đây nhất khoảng 3-4 tháng thì em uống cái Bifina của Nhật Bản ấy, thấy quảng cáo đấy, mà em uống vẫn chỉ cái giai đoạn đầu thôi, nó chỉ được khoảng uống khoảng được nửa lọ đâu ấy, còn nửa sáu nó đấy cái lọ này cứ đâu vào đấy như kiểu nó bị chai thuốc ấy. Vì hôm nay em gặp được cái này thì em rất là mừng. Nếu mà được thì em rất là muốn dược sĩ cho một cái gọi là một cái toa cụ thể
Dạ vâng, để bây giờ nói cụ thể là vậy. Vâng. Bây giờ là mình thì thực ra vậy nè, cái đường ruột của mình thì nó cũng cứ là miễn là trên 3 tuổi cho đến mình là gọi là ruột bộ ruột, nó có vi sinh nó giống giống nhau rồi đó. Thành ra liều dùng là giống như nãy mình đã nghe, tại sao trẻ mình lại bảo trên 3 tuổi, 2 tuổi trở lên á thì bảo là nhai 2-3 viên, tại vì nó giống mình rồi. Thành ra bạn Bình Bình á, mình cũng xài giúp anh đó là từ 2-3 viên mỗi lần. Rồi bây giờ buổi sáng, bây giờ bắt đầu mình bạn trường hợp của mình đó là gì, nó là bạn đến gần cái mức gọi là hội chứng ruột kích thích luôn á. Vâng, đúng. À, tức là bệnh bệnh đặc biệt là nó thành cái nó giống cái ruột bạn dễ co thắt luôn. Yeah. Em cứ ăn như vậy, ăn cá chẳng hạn, cứ cái vị gì mà thuộc về hải sản là nó phản ứng ngay. Yeah. Đúng rồi, nó gọi là ruột kích thích. Thành ra bây giờ mình làm cái việc này á, thì chắc chắn phân bình tốt hơn rồi nha. Nhưng mà nó sẽ giữ cái trạng thái tốt đó để làm gì, cho cái chức năng mà co thắt của mình nó ổn trở lại. Thành ra sợ là hơi lâu nha, nhưng mà mình biết rồi thì mình sẽ làm thôi. Và khi mình biết rồi mình sẽ hiểu một điều này, không có cái thuốc nào làm được cái thay đổi đó, đúng không? Cho nên chỉ cái duy nhất một điều là gì, là chăm sóc cái đường ruột. Và chính chăm sóc đường ruột là ngoài cái chuyện dùng bay rồi đó, chính là cái cách ăn uống của mình. Rồi, ăn uống của mình thì bây giờ vậy, sáng dùng, chiều dùng. Còn trường hợp ngày nào bạn lỡ nhìn lại phải tiếp khách á, là bạn chủ động dùng bổ sung trước, là trước khi đi nhậu, hay là ăn, thậm chí là ăn tiệm ngoài thôi cũng dùng bổ sung trước, tại vì cái tiệm ở ngoài nó cũng không bảo đảm. Là do gì các bạn biết không? Các cái chất bảo quản trong thực phẩm và cộng như cái vệ sinh thực phẩm là bạn bị dính rồi. Còn bạn nó có một cái nhạy cảm với hải sản nữa, nhạy cảm với cái thức ăn lạ nữa. Đấy. Thành ra mình cũng tiết giảm được phần nào thì tiết giảm ha. Rồi còn bây giờ cái cách ăn mà nó tốt cho mình thì cố gắng mình thấy cái gì không được á là mình kỹ chút xíu đi ha. Cố gắng kỹ chút xíu. Rồi làm liệu trình đó là thay đổi đường ruột mình, đó là gì? Sáng ra uống cốc nước sạch nhai bay rồi lát. Rồi chỉ đơn giản vậy, từ từ 60 phút sau ăn. Rồi ăn xong mà nếu cái hôm nào ăn lạ thì bổ sung một viên nữa. Còn nếu bình thường thì thôi. Rồi bạn theo dõi mà tự dưng một thời gian ngắn mà bạn thấy sao nó ổn hơn á, là chúc mừng, là coi như thành công. Mà khi thành công á là nó sẽ thành công mãi dài cho bạn. Còn tại sao bạn dài của cái của Nhật á là nó không có giữ được lâu cho bạn, là y như nãy bạn Nguyên Lê Nguyên trình bày á, là gì? Bifina của Nhật là công nghệ thế hệ thứ ba, nó không bảo đảm vi khuẩn xuống ruột già và phóng thích một cách tốt. Đặc biệt là ruột bạn á, là mỗi một lần bạn ăn vào bạn đi nhanh, cho nên chưa kịp phóng thích, chưa kịp tái tạo á, thì nó đã ra. Thật ra tôi nói luôn, tôi có kiểm tra bên nhà sản xuất á, có kiểm tra cái sản phẩm này, một số người bị đi cầu nhanh thì còn trong phần cái vỏ nang, cái viên, bạn thể thấy cái viên nó có hạt tròn tròn như cải á. Đấy. Thật ra cái đó vì nó không hiệu quả, nhưng mình thấy mình may mắn á, là giai đoạn đầu bạn thấy hiệu quả là thấy là ok rồi đó, có nghĩa là cũng không đến nỗi khó lắm. Bạn đã từng cảm thấy là đỡ, nhưng sau đó nó không đủ thôi. Cho nên lần này bạn làm chắc hy vọng được nha, còn lỡ không được nữa thì trách như mình đi. Tại vì đôi khi có những công thức đặc biệt, mình còn có công thức nữa. Cũng xin chia sẻ các bạn thật là vậy đó, mình còn có công thức nữa. Rồi, thì kể từ hôm nay là bạn không phải dùng thuốc nữa. Dạ vâng. Em cảm ơn dược sĩ. Dạ vâng. Đã vậy thôi. Dạ. Yeah. Bây giờ đã hơn 9 giờ rồi mọi người, nhưng mà mình thấy trong phòng Zoom mình vẫn còn rất là nhiều câu hỏi luôn. Vậy thì dược sĩ Vinh sẽ nén lại để trả lời thêm vài câu hỏi của các anh chị đại lý nữa ha. Đây mình thấy có chị
đại lý Mimi ở thành phố Hồ Chí Minh đây ạ. Không biết là chị có còn muốn đặt câu hỏi nữa không ạ? À rồi, đây mình xin mời chị đại lý Mimi ạ. À dạ chào chị, chào giáo sĩ, chào các anh chị trong room ạ. À, em có một câu hỏi muốn đặt ra với muốn hỏi dược sĩ là em có một cái cháu nó bé nó được một tháng mười ngày và bé nó bị chớ ở sữa bác. Giờ nó đi cũng đi khám bác sĩ rồi. Khám bác sĩ rồi bác sĩ bảo là cái tình trạng này là do chép bé nó còn nhỏ quá, nó chưa có hoàn thiện cái bao tử nên bây giờ là về cứ cho ta bé nó tập uống sữa lần lần đi, mà mỗi lần uống là cứ ọc ra, mỗi lần uống là cứ ọc ra như vậy. Thì có tình trạng của bé vậy thì có sử dụng được cái kích lắc không ạ? Cái kích lắc mà sử dụng là như thế nào? À, cái này mình hỏi thêm chút xíu để rõ hơn. À, có nghĩa là mỗi lần bé bú, bắt đầu tiên bây giờ bé sinh ra là bao nhiêu cân? Dạ 3 cân ạ. 3 cân. Dạ. Rồi. Bây giờ là 1 tháng mấy ngày là lên được bao nhiêu? Dạ bé được 4 cân ạ. Ok, là tốc độ lên bình thường. Rồi. Rồi đi cầu mỗi ngày mấy lần? Thông thường thì bé nó còn nhỏ nên nó cứ đi thường lắm nên không có để ý số lần. À vậy hả? Rồi nói chung là 3-4 lần phải không? Dạ. Ok, đúng rồi, 3-4 lần thì bình thường. Rồi phân nó có cái mùi gì lạ không? Dạ nó có hơi tanh với lại nó xanh nữa đó bác. À rồi đúng rồi. Dạ. Bạn dùng kính lắc đi thì hy vọng nó cải thiện. Thì đúng như bác sĩ nói, nó cũng có một phần để một đứa trẻ nó có hai cái chức năng. Một á là cái chức năng co thắt. Con người ta để sinh ra cái bộ ruột là tự động co thắt. Thì nếu như nó điều hòa được thì nó hoàn chỉnh thì nó ổn. Nhưng một vài bé nó sẽ không hoàn chỉnh. Nhưng mà cái không hoàn chỉnh lại có liên quan đến bộ ruột ở dưới á. Tức là nghĩa là sao? Nghĩa là mình giữ được nó liên quan bộ ruột, bởi vì sao con đứa trẻ nó từ ngay giai đoạn này nó quan trọng, mà thậm chí nó quan trọng cả đời luôn, là nó hình thành hệ vi sinh, tức là từ không có vi sinh nó hình thành các bạn. Thế thì nếu như mà nó có hình thành mà nó từ đâu? Từ đường sinh, từ sữa mẹ và từ cái sự tiếp xúc, tức là âu yếm chăm sóc, thì không hẳn là mọi đứa trẻ đều tốt như nhau. Và không hẳn là cái môi trường tiếp xúc của bé đều tốt cả, hay là ngay cả nãy như mình quên hỏi là đường sinh gì nữa thì nó liên quan. Rồi cái việc mà thuận lợi và tốt cho cái đường ruột, đặc biệt là cái hệ vi sinh, thì nó cũng nhanh chóng hoàn thiện cái chức năng của đường ruột, là chức năng co thắt và chức năng bài tiết enzyme. Thành ra xài kít lắc rồi, tại vì kít lắc là chỉ định từ bắt đầu từ không ngày, gọi là vừa sinh ra xài được. Đây thì bạn cho xài kít lắc. Nhưng mà trong trường hợp này á, là bình thường mình sẽ khuyên là xài chủ động, là mỗi ngày một gói đủ rồi, tại bé cũng chẳng cần nhiều. Mục đích là đường ruột bé đang rất sạch thì cung cấp vi sinh một gói là quá đủ. Nhưng mà trong trường hợp này vì bé phân chanh, phân chanh là chứng tỏ là bé đang không tiêu hóa hết cái phần thức ăn. Rồi kể cả là một số cái dấu hiệu của loạn khuẩn. Rồi, thành ra bạn hãy cho xài 2 gói. Rồi pha thẳng vào sữa, nếu như bé tốt nhất là bé bú mẹ, đó là cho chút sữa ra rồi pha nó cho bé, chung với sữa đó cho uống bú, hoặc là pha bằng nước chín đun sôi để nguội á, pha rồi cho đút vào bé cũng được, là pha cái lắc một lần một gói. Còn sau này bé hết rồi phân chanh rồi á, thì lúc đó là xài một ngày một gói cũng được. Yeah. Rồi yeah. Sau khi hết phân chanh là mình hy vọng là đỡ ói ập. Còn hồi nãy mình nói vẫn còn có thể là cái lý do là cho nó chưa hoàn chỉnh cái hệ thống, thì lúc đó mình cải thiện đường ruột thì nó vẫn tốt hơn rồi. Nhưng mà trong lúc bú thì mình cũng để ý tư thế bú. Bé dễ ói ập, khi nào cái tư thế bú nó đúng thì nó đỡ hơn.
hoặc là bú xong á, thì mình có thể là mình úp người vào, dựng người lên rồi mình vỗ nhẹ cho nó gọi là ở hơi á. Cái đó cũng có làm tôi thấy đó, nhưng mà cứ mỗi lần cái để xuống cái là làm xong rồi để xuống. Rồi thôi mình chịu khó mình kéo dài hơn chút đi ha, chơi giờ đi. Tức là bé phải làm đồng thời vừa tốt ruột, đồng thời vừa làm cái chức năng, sau đó chức năng nó mới đi theo mà các bạn, đúng không? Chứ đâu phải là vì mới vừa tốt xong rồi nó là đi tốt ngay tất cả mọi thứ đâu. Thành ra mình hãy chú ý cái việc đó thì có thể là vượt qua. Dạ, cảm ơn dược sĩ. Dạ, xin chào, cháu biết được cho MC ạ. Dạ rồi, rất cảm ơn dược sĩ Vinh ạ. Không biết là còn các anh chị nào có câu hỏi nữa không? Nếu mình có, mình giơ tay lên đi mọi người, thì Kim Thanh mới biết để mà mọi người hát. Nhiều khi mọi người có câu hỏi mà mọi người không biết chỗ giơ tay á mọi người. Ở trên cái Zoom của mình có cái chỗ biểu tượng giơ tay á, mình thấy mình cũng chat là rất là nhiều câu hỏi á. À, đây mình mời đại lý Hoàng Kiều Oanh nhé. Dạ. Nhờ em thì bé nhà em á thì nó cũng hồi lúc trước là bị tiêu chảy á, nhưng mà sau đó thì dùng cái kích lắc á, thì em dùng cái liều duy trì á, thì em thấy nó sau khoảng 1-2 ngày em thấy nó đỡ hẳn luôn á, và sau đó thì em dùng miết liều duy trì chứ không có phải là dùng liều tấn công đâu. Em cứ dùng một ngày á là một gói, cứ dùng duy trì miết, dạ, cho đến bây giờ nó ổn định rồi, nó vẫn còn mấy gói nữa, thì không biết là em có nên tiếp tục cho dùng nữa không hay là ngưng luôn. Tại vì bây giờ em thấy nó cũng ổn định rồi đó, nên là cũng còn có vài gói nữa thì... Rồi cái này rồi bạn, mình trả lời câu này xong rồi trong trường hợp đi, mọi người trong Zoom nó giống nhau vậy mà các bạn hãy để ý nha. Rồi yeah. Bạn đang nói mất ra là điển hình trong việc chăm sóc cái bộ vi sinh đường ruột á, tức là mình sẽ có cái câu chuyện này, chẳng là mình nói nhanh nhưng mà mọi người sẽ nắm bắt ngay lập tức dựa vào cái mẫu của bạn. Tức là gì, đối với đường ruột và trong trường hợp như rồi vừa rồi mới nói chuyện á, là bạn vừa rồi á, là đứa trẻ sinh ra nó sẽ có những cái điều gì đó mà nó sẽ không tốt nếu mình chủ động chăm sóc. Trường hợp như bạn là bạn qua cái việc tiêu chảy, bạn đã làm cái việc giống như sự chủ động chăm sóc, thì đó là cái cách mà con bạn á, là thí dụ như mình thay đổi từ ăn dặm nè, từ đứa nó đang nằm nó lẩy nó ngóc cái đầu lên cũng là phải thời điểm dễ rối loạn đường ruột, một. Thứ hai là ăn dặm là hai. Thế thì đường ruột mình luôn luôn phải giữ tốt. Nhưng mà vì sao? Vì cái hàng ngày bé ăn thì mình không nghĩ rằng mọi cái nó tốt. Thành ra bạn đang dùng chủ động như vậy đó, là bạn đang làm cho cái vi sinh vật đường ruột luôn luôn ổn định. Thì như vậy là mà trong khi đó là vi khuẩn này á, là mình còn nói á, là cái này là những vi khuẩn trong ruột mình. Và nó không bao giờ là dư. Nó chỉ có tốt hơn, mà trong khi đó đứa trẻ nó đang cần, nó cần để hình thành, tại vì nó sẽ ứng phó với gì, ăn dặm nè, rồi sau đó đến mọc răng nè, rồi chích ngừa nè, tất cả những cái đó đều ảnh hưởng đến cái vi sinh cả. Và vì vậy bạn chủ động đi, trong vòng 2 năm đầu đời là sau này con bạn sẽ tuyệt vời. Đấy. Là sau này con bạn sẽ thừa hưởng cái bộ vi sinh vật được ruột tốt cho đời ấy, là từ 2 năm đầu đời. Mọi người nên lưu ý là như vậy đó. Có nghĩa là mình đừng có nói rằng bé bị tước mọc răng không, tức là đang rối loạn đường ruột, vì lúc đó cái phản ứng miễn dịch đó, nó đang có vấn đề, thì nó không đáp ứng được cái sự thay đổi đó, là nó sẽ tước, ví dụ vậy đó. Thành ra mình giữ đấy con, bạn nên dùng duy trì. Rồi đến cái lúc mà con bạn bắt đầu chuyển sang ăn dặm á, là có thể là bạn nghĩ đến cái dấu hiệu mà nếu mà lỡ ăn dặm không đáp ứng á, là bạn tăng liều lên. Có nghĩa là bạn tự động tăng liều lên, giống như lúc bị có vấn đề á, là chủ động tăng. Chứ không hẳn là mình bảo đảm được 100% đâu nghe. Nói vậy đó. Cơ bản là hy vọng là nó bảo đảm được tốt, vượt qua được những cái việc bình thường. Có nghĩa là 3 năm đầu đời là 3 thời kỳ lý tưởng nhất để xây dựng cái đường ruột cho tương lai. Qua cái câu chuyện của bạn, mình sẽ vừa là nói với bạn vừa đồng thời nói với mọi người luôn, đó là thời điểm quý giá nhất luôn đó, để mình giữ cho tương lai, kể cả nó ngăn ngừa luôn những cái bệnh mà mình gọi trong cái người lớn mình gọi là bệnh chuyển hóa,
Tại vì đây là cái bộ vi sinh đường ruột mình là y như bộ gen của mình luôn. Tức là cái chất nó tạo ra nó làm gì là cho nên phải giữ bằng vi khuẩn tốt. Đó là cái câu chuyện mình muốn nói lúc đầu, mình nói là vì một cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh cho người Việt là đó, là bắt đầu từ bây giờ nè. Rồi, ok bạn chưa? Cần thiết thì sau này cứ có vấn đề gì thêm hoặc là mà cần tư vấn cho khách thì bạn cứ join vào các group á, rồi trả thêm những cái câu hỏi để có kinh nghiệm tư vấn cho khách. Dạ, rất cảm ơn phần chia sẻ của dược sĩ Vinh ạ. Mọi người ơi, bên khung chat đó mọi người, thì ban tổ chức cũng đã gửi lên các đường link đó mọi người. Dạ, các anh chị đại lý của mình á, hãy join vào các group đi mọi người. Thì trong quá trình tư vấn hoặc là gia đình mình về sức khỏe của bé hoặc là của người thân mình như thế nào á, mình cũng có thể hỏi, hoặc là khi mình gặp trường hợp, từng trường hợp cụ thể của khách hàng mình á mọi người, thì mình cũng có thể nhờ được bên nhà cung cấp để hỗ trợ cho mình, để mình có thể chốt đơn cả nhà. Thì rất là cảm ơn cả nhà hôm nay cùng đã đồng hành với Zoom của mình hôm nay. Cảm ơn ban tổ chức, nhà cung cấp Orifarmed đã luôn luôn hỗ trợ các đại lý của BCA để chúng ta có thể kinh doanh và đạt doanh số tốt nhất với mọi người. Thì các anh chị em cũng đừng có quên là cái buổi Zoom vào ngày mai ha, thứ ba, thì chúng ta sẽ tiếp tục vào cái chuỗi là buổi thứ hai, chúng ta khai thác cái nguồn khách hàng vô tận để mà chúng ta hái sao mọi người ha, cùng nhau hái sao nha. Rồi, rất cảm ơn các anh chị nè. Mình bây giờ mình mở mic lên đi mọi người. Mình cùng cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn dược sĩ Vinh. Và giờ mình chúc nhau ngủ ngon đi mọi người.